Bất bại chiến thần. Dương Thanh. Tập 27. Anh cứu ai trước? Lời Ngải Xuyên nói khiến người nhà họ Ngải sững sờ. Ngay cả Dương Thanh cũng rất bất ngờ. Nhưng anh nhanh chóng hiểu rõ nguyên nhân. Lời Dương Thanh vừa nói đã cho thấy, ở nhà họ Ngải, anh chỉ quen biết mỗi Ngải Lâm. Với sức mạnh mà Dương Thanh thể hiện ra hôm nay, ít nhất cũng ngang ngửa với 8 nhà quyền thế ở Yến Đô. Nếu được Dương Thanh che chở, tương lai của nhà họ Ngải sẽ càng thêm sáng lạn. Nếu Dương Thanh chỉ quen mỗi Ngải Lâm thì khi cô ấy lên làm chủ gia tộc họ Ngải, Dương Thanh sẽ khoanh tay đứng nhìn chắc. Không thể không thừa nhận, Ngải Xuyên là một người đàn ông rất thông minh và quyết đoán. Lão ta chỉ nhường chức thôi, nhưng lại có thể mang đến lợi ích lớn lao cho gia tộc. Sao cơ? Bố nói, bố định tặng vị trí chủ gia tộc cho Ngải Lâm á. Chưa bàn đến chuyện Ngải Lâm là con gái, ở nhà họ Ngải, cô ta chỉ là đời thứ ba, kiểu gì vị trí chủ gia tộc cũng không tới lượt cô ta được. Ông nội, có phải ông nói nhầm không? Người nhà họ Ngải kích động nói, rất nhiều người nghĩ Ngải Xuyên nói nhầm. Nhưng Ngải Xuyên lại lắc đầu, thấy người nhà họ Ngải kích động như thế, lão ta tức giận quát, tôi chưa lẫn đâu, cứ quyết định thế đi. Hôm nay muộn rồi, mai tôi sẽ mời các gia tộc lớn ở Yến Đô tới dự lễ truyền vị trí chủ gia tộc cho Ngải Lâm. Đến giờ phút này, đám đông mới nhận ra Ngải Xuyên thực sự định đưa Ngải Lâm lên làm chủ gia tộc. Ông nội, cháu không đồng ý. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Ngải Lâm đứng dậy. Bình tĩnh nói, ông nội, ông cũng biết chí hướng của cháu không ở đây, xin ông thu hồi mệnh lệnh đã đưa ra ạ. Trước giờ Ngải Lâm luôn là cô gái có chính kiến, tôn sùng tự do, sao có thể ở lì trong gia tộc để làm chủ gia tộc chứ? Ngải Xuyên nhíu mày, nhìn Ngải Lâm với ánh mắt đe dọa. Lão ta đã quen làm chủ gia tộc, ở nhà họ Ngải, lời lão ta nói có uy quyền lớn lao, không ai được phản bác chuyện mà lão ta đã quyết định. Hồi trước Ngải Lâm đã từ chối kết hôn vì gia tộc, từng phản bác quyết định của lão ta trước mặt mọi người, giờ lại định cãi lời lão ta tiếp. Ngải Lâm, cháu phải biết rõ, cháu cũng là một phần tử của nhà họ Ngải, nên dâng hiến sức lực của cháu cho gia tộc. Ngải Xuyên nói, ông cũng biết cháu đã quen với tự do, không thích bị ràng buộc, nhưng cháu nhất định phải làm chủ gia tộc họ Ngải, cháu hoàn toàn có thể giao mọi chuyện cho bố cháu quản lý. Nếu là hồi trước, sao Ngải Xuyên có thể nhượng bộ như vậy? Nhưng lúc này, rõ ràng lão ta đã có ý nhường bước. Ý lão ta rất rõ, chỉ bảo Ngải Lâm làm chủ gia tộc họ Ngải mà thôi, còn công việc cụ thể trong nhà thì có thể giao cho người khác. Đương nhiên Dương Thanh cũng hiểu ý Ngải Xuyên, lão ta định nhờ vào Ngải Lâm để giành được sự hỗ trợ của anh. Đến tuổi này rồi mà vẫn làm chủ gia tộc, có ai không phải con cáo già chứ? Nếu nói dễ nghe, loại người này có thể hy sinh cả bản thân vì lợi ích của gia tộc. Nhưng nói khó nghe thì chính là chuyên quyền. Tuy Ngải Xuyên đã nhượng bộ nhưng ánh mắt Ngải Lâm vẫn kiên định như cũ. Cô ấy lắc đầu, ông nội, xin ông thu hồi mệnh lệnh đã đưa ra. Cháu vẫn muốn từ chối à? Ngải Xuyên rất tức giận, nói bằng giọng không mấy vui vẻ. Ngải Lâm, con mau cảm ơn ông nội vì đã truyền vị trí chủ gia tộc cho con đi chứ. Ngải Minh Húc lập tức căng thẳng. Vội khuyên. Ông ta là bố Ngải Lâm nên đương nhiên sẽ hiểu rõ tính cách của cô ấy. Nhưng tương tự, ông ta cũng biết Ngải Xuyên là người thế nào. Nếu Ngải Lâm vẫn từ chối, rất có thể Ngải Xuyên sẽ nổi đoán ngay. Đúng thế, Ngải Lâm, cô đừng có được voi đòi tiên, chủ gia tộc truyền vị trí đó cho cô tức là coi trọng cô còn dám từ chối cơ à? Tôi đã nói rồi, ông nội không nên truyền vị trí chủ gia tộc cho cô ta. Phụ nữ như cô ta có tư cách gì chứ? Đúng thế, bây giờ còn dám chống đối ông trước mặt mọi người, đúng là láo thật. Một số bề dưới của nhà họ Ngải khó chịu nói. Ngải Lâm ngang vai với họ, còn là nữ, nhưng vẫn dễ dàng đạt được vị trí chủ gia tộc, không ngờ người phụ nữ này lại dám từ chối hết lần này tới lần khác. Ánh mắt Ngải Lâm vẫn kiên định như cũ, không hề thay đổi, cô ấy trầm giọng nói, ông nội, xin ông thu hồi mệnh lệnh đã đưa ra. Từ chối lần thứ ba, người nhà họ Ngải hoàn toàn sững sờ, không hiểu nổi tại sao Ngải Lâm cứ muốn từ chối chuyện tốt như thế. Ngải Xuyên không nói gì, chỉ nhìn Ngải Lâm, ánh mắt Ngải Lâm rất kiên định, không e sợ lão ta chút nào. Một lúc lâu sau, Ngải Xuyên bỗng thở dài, thôi. Thôi, nếu cháu không muốn, ông cũng không ép nữa, cháu thích làm thế nào thì tùy cháu vậy.
Lão ta nói rồi đứng dậy, ông mệt rồi. Sau đó lão ta quay người định rời đi. Vào giờ phút này, trông Ngải Xuyên như già thêm mấy tuổi. Ngải Lâm nhìn bóng lưng hơi còng của lão ta, bỗng cảm thấy không nỡ, bèn nhìn về phía Dương Thanh một cách tội nghiệp. Tuy cô ấy không muốn nhúng tay vào trận chiến trong gia tộc, cũng rất bất mãn khi bị Ngải Xuyên sắp đặt chuyện hôn nhân. Nhưng dù sao Ngải Xuyên cũng là ông nội cô ấy, một giọt máu đào hơn ao nước lã, cô ấy không muốn khiến ông cụ thất vọng. Dương Thanh cay đắng lắc đầu, lập tức nhìn theo bóng lưng Ngải Xuyên, tôi hứa, nhà họ Ngải sẽ được huy hoàng suốt trăm năm. Anh vừa dứt lời, cơ thể hơi còng xuống của Ngải Xuyên bỗng thẳng lại, lão ta mừng rỡ quay đầu, nhìn về phía khuôn mặt trẻ tuổi của Dương Thanh. Tuy anh rất trẻ, còn trẻ hơn cả cháu lão ta, nhưng lời anh nói lại khiến lão ta yên tâm hẳn. Cảm ơn cậu Thanh, cảm ơn cậu Thanh. Ngải Xuyên kích động tới mức lắp bắp, mắt đỏ hoe. Lão ta đã cống hiến cả đời cho nhà họ Ngải, giờ đã gần đất xa trời nhưng vẫn chưa thể đưa gia tộc lên đến đỉnh cao. Bây giờ câu nói của Dương Thanh đã cho lão ta hy vọng. Người thanh niên có thể chống lại 8 gia tộc lớn ở Yến Đô đã hứa sẽ giúp nhà họ Ngải được huy hoàng suốt trăm năm, vậy chắc chắn sẽ là như thế. Khi Dương Thanh rời khỏi nhà họ Ngải thì đêm đã khuya. Ngải Lâm đích thân đưa anh và Mã Siêu ra cổng. Cậu Thanh, cảm ơn cậu nhé. Ngải Lâm cảm kích nói. Dương Thanh mỉm cười, lắc đầu, chỉ nên cảm ơn chồng chưa cưới chứ đừng cảm ơn em. Nếu cậu ấy không tới nhờ em che chở cho nhà họ Ngải trước khi chúng ta đến đây, cho dù vừa nãy chị xin em cũng không đồng ý với ông nội chị. Nghe thấy thế, Ngải Lâm hơi bất ngờ, nhưng ánh mắt khi nhìn Mã Siêu của cô ấy cũng dịu dàng hơn. Người đàn ông ngốc này chỉ biết lặng lẽ nỗ lực phía sau, chứ chưa bao giờ nói với cô ấy. Mã Siêu nở nụ cười ngốc nghếch, gãi đầu, được giúp em là vinh hạnh của anh. Dương Thanh tức giận nói, trông cậu kìa. Chẳng có chút tiền đồ nào hết, còn chưa kết hôn mà chuyện gì cũng nghĩ cho chị Lâm rồi. Đến khi kết hôn, có lẽ cho dù chị Lâm bảo cậu đánh tôi thì cậu cũng đồng ý mất. Sắc mặt Mã Siêu thay đổi ngay, vội lắc đầu, anh Thanh, sao Lâm lại bảo em đánh anh chứ? Cho dù em muốn thì cũng không đánh lại. Ngải Lâm bỗng bật cười, Mã Siêu, anh đánh Dương Thanh thật đau cho em. Mã Siêu nhìn Ngải Lâm rồi nhìn Dương Thanh với vẻ mặt đau khổ. Cô ấy bảo anh ta thế cũng chẳng khác gì đang hỏi, nhớ một ngày em và mẹ anh cùng rơi xuống sông, anh cứu ai trước? Mau cút đi. Thấy dáng vẻ ngờ nghệch của Mã Siêu, Ngải Lâm không khỏi bật cười, trêu anh thôi, xem anh ngốc chưa kìa. Dương Thanh cũng mỉm cười thấu hiểu. Anh rất vui khi thấy người anh em tốt và cô gái mà mình yêu quý ở bên nhau. Bây giờ anh đã tìm được hạnh phúc của mình, nên nếu anh em của anh cũng thế thì anh sẽ luôn ủng hộ. Sáng sớm hôm sau, ở trụ sở chính của tập đoàn Nhãn Thanh. Một chiếc Maybach màu đen chậm rãi dừng ở cửa, rất nhiều người đều quay sang nhìn nó bằng ánh mắt kinh ngạc. Vì chỗ Maybach đỗ chính là lối vào của tập đoàn. Trừ cấp cao của tập đoàn Nhãn Thanh ra, không ai dám đỗ xe ở vị trí ấy. Hơn nữa cũng không ai dám làm trái quy tắc này, dù sao chỗ dựa của tập đoàn Nhãn Thanh cũng là gia tộc Vũ Văn, ai dám gây chuyện ở đây cơ chứ? Lúc này đang sắp vào giờ làm, nên rất nhiều nhân viên đều chú ý tới chiếc xe kia. Đúng lúc này, hai thanh niên chậm rãi bước xuống xe. Một người trong đó có dáng vóc cao ráo, đúng chuẩn tỷ lệ vàng, mặc đồ đen đơn giản bình thường, trông rất thoải mái. Nhưng nét mặt anh lại rất thản nhiên, chỉ khi ngẩng đầu nhìn tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Nhãn Thanh, trong mắt anh mới có thêm vẻ hồi tưởng và cảm khái. Còn một người khác thì có vóc dáng vạm vỡ. Ăn mặc cũng rất thoải mái, đôi tay lộ ra bên ngoài trông như hai con rồng nhỏ, toàn thân tràn ngập sức mạnh mang tính bùng nổ. Lúc này, người đàn ông vạm vỡ đang im lặng đứng bên cạnh, như vệ sĩ trung thành nhất đang bảo vệ chủ nhân. Đương nhiên hai thanh niên này chính là Dương Thanh và Mã Siêu. Thưa anh, ở đây không cho phép đỗ xe, xin anh cho xe vào bãi đỗ xe ạ. Đúng lúc này, hai người mặc đồng phục bảo vệ bước tới. Giọng điệu rất cung kính nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ kiêu ngạo, không coi Dương Thanh và Mã Siêu ra gì. Mã Siêu nhíu mày, lập tức chắn trước mặt Dương Thanh, chỉ vào chiếc Audi A8 màu đen ở bên cạnh, tức giận nói, nếu không cho phép đỗ xe ở đây, tại sao xe của họ lại được chứ? Sắc mặt hai bảo vệ hơi thay đổi, ánh mắt cũng trở nên tàn nhẫn, giơ rùi cui lên ra oai, hung tợn nói, anh biết chủ của chiếc xe đó là ai không?
Đó là phó tổng giám đốc của tập đoàn, còn các anh là cái thá gì mà có tư cách đỗ xe ở đây hả? Đừng tưởng các anh lái được Maybach là có thể hoành hành ở tập đoàn Nhạn Thanh nhé. Ông đây nói cho anh biết, sau lưng tập đoàn Nhạn Thanh chính là gia tộc Vũ Văn, thậm chí ngay trong tập đoàn cũng có rất nhiều người thuộc dòng chính của gia tộc này. Nếu không muốn chết thì mau cút đi, bằng không đừng trách chúng tôi không khách khí. Thái độ của hai tên bảo vệ đều rất hống hách, nét mặt cũng vô cùng vinh váo, không hề coi trọng Dương Thanh và Mã Siêu vì họ lái Maybach. Có chuyện gì thế? Đúng lúc này, một người trung niên đeo kính gọng vàng bước tới, nét mặt trông rất uy nghiêm. Người trung niên này không phải ai khác, chính là phó tổng giám đốc tập đoàn vừa bước xuống khỏi chiếc Audi A8. Chào sếp Tống ạ. Thấy người trung niên, hai tên bảo vệ vội cung kính chào. Sau đó một trong số họ mới giải thích, sếp Tống, hai tên nhãi này đỗ xe ở đây, bọn tôi bảo họ lái xe đi nhưng họ không đồng ý, còn tuyên bố cứ phải đỗ xe ở nơi này. Dương Thanh đang thản nhiên bỗng nhíu mày. Anh vốn không muốn so đo với hai tên nhãi nhép này, nhưng đối phương lại bịa đặt. Dù sao đây cũng là công ty mà mẹ để lại cho anh, đương nhiên anh không muốn gây chuyện ở nơi này. Vừa nãy anh đã định bảo Mã Siêu lái xe đi trước, không ngờ hai bảo vệ kia lại nói thế. Sếp Tống lập tức nhướng mày, lạnh lùng liếc Dương Thanh và Mã Siêu rồi nói, nếu họ đã dám gây chuyện ở cửa tập đoàn Nhạn Thanh thì đuổi đi cho tôi. Vâng, thưa sếp Tống. Hai tên bảo vệ vội đáp với vẻ đắc ý. Họ lập tức cầm dùi cui bước về phía Dương Thanh và Mã Siêu, liên tục cười lạnh, ê, hai anh tự cút hay để bọn tôi đánh cho một trận rồi cút sau thế. Ánh mắt Dương Thanh lập tức trở nên lạnh lẽo, chỉ một cái liếc thôi đã khiến hai tên bảo vệ khựng lại, người run rẩy, trong mắt còn có vẻ sợ hãi. Ánh mắt của cậu thanh niên này đúng là quá đáng sợ, như không phải ánh mắt của con người, đằng đằng sát khí. Hai tên bảo vệ lập tức nghĩ như thế, vô thức ngừng chân. Các anh là bảo vệ của tập đoàn Nhạn Thanh mà lại chấp hành nhiệm vụ như thế à? Dương Thanh chắp tay sau lưng, lạnh lùng hỏi. Tập đoàn Nhạn Thanh là thứ duy nhất mà mẹ anh để lại trên cõi đời này. Phải rất lâu rồi anh mới đến tập đoàn Nhạn Thanh, không ngờ ngay cả bảo vệ nhỏ nhoi cũng vênh váo như thế. Có thể tưởng tượng được những cấp cao trong tập đoàn sẽ có tính cách thế nào. Chàng trai, đây là tập đoàn Nhạn Thanh, tôi khuyên cậu đừng nên rước họa vào thân, bằng không chết thế nào cũng không biết. Sếp Tống híp mắt nói, tuy bảo vệ bị Dương Thanh dọa nhưng ông ta là phó tổng giám đốc của tập đoàn. Nắm giữ quyền lực lớn lao, sao lại sợ một cậu thanh niên được chứ? Người như ông cũng xứng làm phó tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Thanh à? Tôi khuyên ông, nên uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, bằng không trêu vào tai họa lúc nào cũng không biết đâu. Dương Thanh bóp chát lại ngay. Anh vốn không định đến tập đoàn Nhạn Thanh nhanh như thế, nhưng lần này anh đã tới Yến Đô vì chuyện của Ngải Lâm, đương nhiên cũng phải về tập đoàn Nhạn Thanh xem sao rồi. Nhưng chưa vào tập đoàn mà đã gặp phải nhiều tên mù thế này, trong lòng anh chỉ còn nỗi bi ai, buồn cho tập đoàn Nhạn Thanh. Từ lúc anh và mẹ bị đuổi khỏi Yến Đô đã 18 năm, trong 18 năm đó, có lẽ tập đoàn đã bị dòng chính của gia tộc Vũ Văn thâu tóm rồi. Xem ra phải thanh lọc kỹ một phen. Nghe thấy Dương Thanh nói thế, sếp Tống cười khẩy, tôi cũng muốn xem, một thằng nhãi danh có thể làm gì được tôi đấy. Thái độ của sếp Tống cực kỳ hống hách. Ở tập đoàn Nhạn Thanh, trừ tổng giám đốc ra, ông ta chưa bao giờ sợ ai cả. Dương Thanh chỉ liếc ông ta đầy nghiền ngẫm rồi cười lạnh, ông yên tâm, không lâu nữa, ông sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi thôi. Anh nói rồi bảo Mã Siêu, lái xe đi đi. Cho dù giết sếp Tống ở đây thì anh cũng chẳng buồn chớp mắt, nhưng dù sao nơi này cũng là tập đoàn Nhạn Thanh, không thể bị vấy bẩn bởi máu tươi được. Nếu làm ầm lên ở đây thì cũng không tốt cho tập đoàn Nhạn Thanh. Nếu vậy, sao anh phải tranh cãi với một con chó chứ? Danh con, cũng tự hiểu lấy mình đấy nhỉ? Sếp Tống không hiểu sao khi nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Dương Thanh, ông ta bỗng cảm thấy chột dạ, bèn nói câu đe dọa rồi vội vàng rời đi. Mã Siêu nhanh chóng đỗ xe xong rồi quay lại bên cạnh Dương Thanh. Hai người nối nhau đi vào tập đoàn. Nhưng họ chưa tới cửa thì đã bị hai bảo vệ vừa chặn đường ngăn lại, ê này, đây không phải chỗ cho các anh đâu. Biết điều thì mau cút đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đến lúc thay máu rồi. Tập đoàn Nhạn Thanh không chỉ cho nhân viên công ty ra vào mà còn có rất nhiều người tới hợp tác, chỉ cần đăng ký là có thể ra vào tự do.
Nhưng hai tay bảo vệ này lại chặn đường Dương Thanh và Mã Siêu, rõ ràng là cố ý gây khó dễ. Dù Dương Thanh không muốn làm lớn chuyện thì lúc này cũng thấy bực bội. Từ bao giờ tập đoàn một tay do mẹ anh sáng lập đã suy đồi tới mức một gã bảo vệ thấp kém cũng có thể lớn lối như vậy? Cút! Mã Siêu lập tức bước lên, tức giận quát một tiếng, đồng thời vươn tay đẩy một cái. Bịch bịch bịch! Hai gã bảo vệ còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy lồng ngực bị một bàn tay đè lên, ngay sau đó bùng nổ một lực cực lớn khiến họ không thể phản kháng, bị đẩy lùi lại. Đợi khi họ lấy lại tinh thần, Dương Thanh và Mã Siêu đã đi vào tòa nhà của tập đoàn Nhạn Thanh. Hai người trợn mắt nhìn nhau, mắt ai cũng tràn đầy sợ hãi. Để trở thành bảo vệ của tập đoàn Nhạn Thanh, bọn họ phải vượt qua nhiều lần thi tuyển khó khăn. Cả hai vốn là những vệ sĩ có thực lực rất mạnh, vậy mà Mã Siêu chỉ đẩy một cái, bọn họ đã liên tiếp lùi mấy bước. Tôi có cảm giác vừa rồi anh ta chưa dùng hết sức. Lát sau, một người trầm giọng nói. Người còn lại cũng gật gù, nếu vừa rồi chúng ta đánh lại, sợ rằng lúc này đã tàn phế rồi, anh ta quá mạnh. Trước khi đi, sếp Tống đã dặn dò bọn họ không được để Dương Thanh và Mã Siêu vào công ty. Dù bọn họ chỉ là những nhân viên thấp kém nhất trong tập đoàn nhưng cũng không ngu đến độ dùng cả tính mạng để lấy lòng cấp trên. Vì thế, cả hai đều không có ý định đuổi theo, chỉ đứng đó nhìn Dương Thanh và Mã Siêu khuất dần khỏi tầm mắt. Anh Thanh, nếu không phải đang ở trước cổng tập đoàn Nhạn Thanh, em đã cho bọn họ một trận nhớ đời rồi. Sau khi đi vào, Mã Siêu hậm hực lên tiếng. Tâm trạng của Dương Thanh cũng chẳng khá hơn là bao. Anh lạnh nhạt nói, yên tâm, chắc chắn sẽ có lúc cho cậu ra tay. Làm to chuyện ngay trước cổng công ty, để nhiều người thấy được thì tập đoàn Nhạn Thanh sẽ trở thành trò cười cho người ta. Nhưng nếu đã đi vào trong, muốn gây sự gì cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay, tập đoàn Nhạn Thanh tổ chức tuyển dụng nhân viên mới. Lúc này, hai bên sảnh chính ở tầng 1 đã có một hàng dài người đợi nộp hồ sơ xin việc. Chưa tới giờ làm việc nên vẫn chưa bắt đầu tuyển dụng. Anh Thanh! Đúng lúc này, một tiếng hô kinh ngạc bỗng vang lên. Dương Thanh quay đầu nhìn lại, thấy một bóng người quen thuộc đang kích động chạy tới. Phi Phi, sao em lại ở đây? Dương Thanh không ngờ lại gặp Hàn Phi Phi ở đây. Em tới đây phỏng vấn xin việc. Hàn Phi Phi tươi cười đáp, rất vui vẻ vì gặp được Dương Thanh ở đây. Dương Thanh vẫn luôn coi Hàn Phi Phi như em gái, anh cũng rất thích tính cách của cô gái này. Nhưng anh không ngờ, cô cháu gái cưng của chủ gia tộc quyền thế bậc nhất tỉnh Giang Bình lại tới tập đoàn Nhạn Thanh xin việc. Nếu anh nhớ không lầm, em đang học năm 3 ở Đại học Yến Đô đúng không? Dương Thanh nghi hoặc hỏi. Trước đó, khi còn ở Giang Hải, quan hệ giữa anh và Hàn Khiếu Thiên rất tốt, thường hay trò chuyện cùng nhau. Mỗi lần cùng dùng cơm, Hàn Khiếu Thiên đều nhắc đến Hàn Phi Phi nên Dương Thanh cũng biết khá rõ về cô ta. Hàn Phi Phi lườm Dương Thanh một cái, buồn bực nói, tháng 9 này em lên năm 4 rồi. Hôm nay Hàn Phi Phi mặc một bộ đồ công sở tiêu chuẩn, thoạt nhìn khí chất khác hẳn thường ngày. Phi Phi, người này là ai thế? Đúng lúc này, một thanh niên cũng mặc đồ công sở bước tới. Ánh mắt cực kỳ kiêu ngạo, lúc nhìn về phía Dương Thanh còn mang theo đôi phần khiêu khích. Hàn Phi Phi nhíu mày lườm thanh niên kia, Tống Lỗi, anh đừng bám theo tôi nữa được không? Anh ấy là ai thì liên quan gì đến anh? Hàn Phi Phi nói xong còn cố ý níu cánh tay Dương Thanh, lạnh nhạt nhìn Tống Lỗi, nói thêm, giờ thì anh biết anh ấy là ai rồi chứ? Thấy vậy, gã Tống Lỗi kia lập tức lộ vẻ tức giận, nhìn chằm chằm Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, thằng danh kia. Buông cô ấy ra, cô ấy là người của tao. Dương Thanh thoáng nhíu mày, hôm nay mệnh mình phạm sao thái tuế à? Sao đến đâu cũng gặp phải hạng ngu xuẩn thế này? Tống Lỗi, anh câm mồm đi, tôi là người của anh lúc nào hả? Hàn Phi Phi lập tức nổi giận, không thèm nể mặt quát lớn. Đám người tới nộp hồ sơ quanh đó đều ngoảnh đầu nhìn. Tống Lỗi càng tức tối, nhìn chằm chằm Dương Thanh, nói, thằng danh kia. Mày cũng tới xin việc vào tập đoàn Nhạn Thanh đúng không? Tao nói thẳng cho mày hay, chú tao là phó tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Thanh, là người quản lý bộ phận nhân sự đấy. Nếu giờ mày nói mày không có quan hệ gì với Phi Phi và quỳ xuống xin tha, có lẽ tao sẽ cho mày một cơ hội trở thành nhân viên của tập đoàn này. Bằng không, giờ mày có thể cút luôn được rồi. Nếu không tao sẽ gọi điện thoại kêu bảo vệ tới tống cổ mày đi. Tống Lỗi vênh mặt đắc ý nói.
Sắc mặt Hàn Phi Phi lập tức thay đổi, cả giận nói, Tống Lỗi, tôi nói cho anh biết, anh đừng có làm bừa, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Phi Phi, em cũng biết mà, vì em, anh có thể làm bất cứ chuyện gì. Anh đã nói rồi, chỉ cần em đồng ý làm bạn gái anh thì không cần phải đến đây xếp hàng nộp hồ sơ nữa. Anh có thể giúp em lập tức trở thành nhân viên của tập đoàn Nhạn Thanh. Vậy mà em còn cố tình tới đây xếp hàng chịu khổ. Nếu không phải vì em, sao anh phải tới ứng tuyển cùng em cơ chứ? Tống Lỗi nhìn Hàn Phi Phi, giọng điệu tràn đầy ham muốn chiếm hữu. Hàn Phi Phi tức run cả người. Cô ta biết Dương Thanh rất lợi hại, nhưng chỉ giới hạn trong tỉnh Giang Bình mà thôi. Còn nơi này là Yến Đô, thành phố trung tâm của quyền lực, tập đoàn Nhạn Thanh lại có gia tộc Vũ Văn chống lưng. Nếu vì cô ta mà Dương Thanh đắc tội gia tộc Vũ Văn thì thật không sáng suốt. Anh Thanh đi làm việc của anh trước đi, đừng để ý tới cái tên khốn nạn vô liêm sỉ này. Hàn Phi Phi thả tay Dương Thanh ra, anh đi làm việc đi, tối nay em mời anh dùng cơm. Dương Thanh gật đầu, được, vậy tối gặp lại. Dứt lời, Dương Thanh cất bước chuẩn bị rời đi, nhưng anh mới đi được vài bước đã bị Tống Lỗi chặn đường. Thằng danh, con mẹ nó, mày coi lời tao là gió thoảng ngoài tai đấy à? Hàn Phi Phi là người của tao, mày còn dám hẹn ăn tối với cô ấy. Mày chán sống rồi phải không? Tống Lỗi túm cổ áo Dương Thanh, hung tợn nói. Tống Lỗi, anh làm gì thế hả? Hàn Phi Phi lập tức kinh hãi, quát lớn một tiếng. Dương Thanh cau mày, nhìn gã thanh niên phách lối ngạo mạn trước mặt, bỗng nở nụ cười âm trầm, mày vừa nói, chú mày là phó tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Thanh à? Vậy có thể nói cho tao biết, ông ta tên là gì không? Giờ mày biết sợ rồi hả? Ông mày không ngại nói cho mày biết, chú tao tên là Tống Húc Dương, phó tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Thanh quản lý bộ phận nhân sự. Sợ rồi thì quỳ xuống xin tao tha cho cái mạng chó của mày đi, còn chờ gì nữa? Nếu không, hôm nay mày đừng mơ đến chuyện rời khỏi tập đoàn Nhạn Thanh. Tao chỉ cần nói một câu là mày sẽ bị đánh thành đầu heo ngay. Tống Lỗi cực kỳ kiêu ngạo, nói xong còn châm một điếu thuốc lên rít một hơi. Anh ta không thèm nhìn tới biển cấm hút thuốc treo ngay bên cạnh. Sao tao cứ có cảm giác tập đoàn Nhạn Thanh này là sản nghiệp nhà họ Tống mày vậy nhỉ? Dương Thanh bỗng cười hỏi. Tống Lỗi đắc ý cười đáp, mày nói thế cũng coi như đúng được một nửa rồi đấy. Ủa, nói vậy là sao? Dương Thanh tỏ vẻ hứng thú. Mày nên biết, thế lực sau lưng tập đoàn Nhạn Thanh chính là gia tộc Vũ Văn. Nhưng trên thực tế, gia tộc Vũ Văn sẽ không trực tiếp nhúng tay vào chuyện nội bộ tập đoàn. Cho nên cần phải bồi dưỡng người đáng tin cậy xử lý công việc của tập đoàn, chú tao chính là người được gia tộc Vũ Văn tin tưởng. Mày đừng có coi thường, tuy chú tao chỉ là phó tổng giám đốc nhưng quyền lợi và địa vị trong công ty cao hơn lão tổng giám đốc mới lên tên là Lạc Bân kia nhiều. Chú tao nói một câu, các vị lãnh đạo cao cấp của tập đoàn không ai dám cãi. Nhưng Lạc Bân kia nói gì, mọi người đều chỉ coi như trò đùa, chẳng ai buồn nghe. Chắc mày đã biết ở tập đoàn Nhạn Thanh, cái tên Tống Húc Dương có ý nghĩa gì rồi chứ? Gã Tống Lỗi này đang rất nóng lòng muốn khoe khoang quyền thế của mình. Dăm ba câu, anh ta đã miêu tả toàn bộ tình hình của tập đoàn Nhạn Thanh. Anh ta không hề nhận ra, đáy mắt Dương Thanh đang lóe lên sát khí mãnh liệt. Anh phái Lạc Bân tới trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh để đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Nhưng hiện tại xem ra, ông ta chẳng hề có tiếng nói trong tập đoàn. Kẻ thực sự nắm quyền vẫn là người của gia tộc Vũ Văn bồi dưỡng nên. Chỉ e nội bộ tập đoàn Nhạn Thanh không chỉ có một gã Tống Húc Dương mà còn có những quản lý cao cấp khác cũng là người do gia tộc Vũ Văn đề bạt. Lạc Bân muốn nắm toàn bộ quyền lực trong tập đoàn Nhạn Thanh là rất khó. Nghĩ vậy, Dương Thanh bỗng thấy hối hận vì không tới Yến Đô sớm hơn để giúp đỡ Lạc Bân chiếm tập đoàn Nhạn Thanh về tay mình. Song bây giờ vẫn chưa muộn, thời cơ cũng đã chín muồi. Hơn nữa, nếu anh không cho Lạc Bân làm tổng giám đốc thì sao có thể biết nội bộ tập đoàn Nhạn Thanh có những ai là người do gia tộc Vũ Văn bồi dưỡng. Hôm nay đúng lúc giải quyết một lần cho xong. Đến lúc thay máu tập đoàn Nhạn Thanh rồi, Dương Thanh bỗng lẩm bẩm một mình. Này thằng danh, tao nói với mày nhiều như vậy, giờ mày đã biết địa vị của tao ở tập đoàn Nhạn Thanh chưa hả? Biết rồi sao còn không mau quỳ xuống xin tao tha cho mày đi. Tống Lỗi thúc giục. Nếu không phải vì Dương Thanh thân thiết với Hàn Phi Phi, anh ta cũng sẽ không kiên quyết bắt Dương Thanh quỳ xuống cầu xin mình.
Anh ta muốn bắt Dương Thanh quỳ xuống ngay trước mặt Hàn Phi Phi để cô ta biết, trước mặt anh ta, Dương Thanh chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Phế đi. Dương Thanh bỗng lạnh nhạt nói. Mày nói cái gì? Tống Lỗi vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần. Lúc này, Mã Siêu đã bước tới tóm chặt cổ tay Tống Lỗi. Mày muốn gì? Sắc mặt Tống Lỗi lập tức biến đổi. Bị Mã Siêu tóm chặt cổ tay, anh ta không thể phản kháng lại. Rắc! Ngay khi anh ta vừa dứt lời, một tiếng xương gãy giòn giã vang lên, cơn đau mãnh liệt từ cổ tay truyền tới. Xếp Lạc không có thực quyền. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ sảnh tầng 1. Tất cả mọi người đều sững sờ. Những lời Tống Lỗi vừa nói, bọn họ đều đã nghe rõ, cũng biết chú của Tống Lỗi chính là Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Nhạn Thanh, Tống Húc Dương. Một kẻ có chỗ dựa lớn như vậy lại bị người ta bẻ gãy cổ tay ngay trước mặt bao người. Anh Thanh, sao các anh lại đánh người ngay tại đây thế? Sau mấy giây kinh ngạc ngắn ngủi, Hàn Phi Phi lập tức hoảng loạn, sốt ruột thúc giục, anh Thanh, các anh đi mau đi, phải rời khỏi Tập đoàn Nhạn Thanh ra thẳng sân bay, rời khỏi Yến Đô ngay. Nếu chú của Tống Lỗi biết, các anh không đi nổi nữa đâu. Hàn Phi Phi biết ở tỉnh Giang Bình, Dương Thanh có địa vị rất cao, nhưng cô ta không biết ở Yến Đô, Dương Thanh có thân phận gì. Lúc này, cô ta chỉ muốn Dương Thanh mau chóng rời khỏi đây. Bởi vì sau lưng Tập đoàn Nhạn Thanh chính là gia tộc Vũ Văn, Tống Húc Dương lại là người do dòng chính của gia tộc này dìu dắt lên. Người của Dương Thanh đánh Tống Lỗi tàn phế, nhất định gia tộc Vũ Văn sẽ ra mặt bênh vực. Dương Thanh muốn rời khỏi đây cũng khó. Thấy Hàn Phi Phi hốt hoảng, Dương Thanh chỉ lắc đầu cười nói, yên tâm, ở Tập đoàn Nhạn Thanh này còn chưa có ai làm gì được anh đâu. Mày dám bẻ gãy tay tao, tao muốn mày phải chết. Tống Lỗi ôm chặt cổ tay bị Mã Siêu bẻ gãy, đau đớn vô cùng, sắc mặt đằng đằng sát khí. Dương Thanh hơi cau mày, không vui nói, khiến hắn ngậm miệng lại đi. Mã Siêu không nói một lời. Lại bước về phía Tống Lỗi. Mày định làm gì? Tống Lỗi thấy Mã Siêu tới gần, toàn thân run lên. Cơn đau trên cổ tay còn chưa biến mất, lần này Mã Siêu lại định ra tay với mình nữa sao? Thịch! Mã Siêu không thèm để ý, dùng nắm đấm trả lời anh ta. Một đấm nện xuống, thân thể Tống Lỗi bay vèo ra sau, rơi huỵch xuống đất, hoàn toàn im bặt. Cảnh tượng đó khiến đám người xung quanh sợ ngây ra. Từ lúc Tống Lỗi bị Mã Siêu bẻ gãy cổ tay cho đến khi bị đấm ngất đều xảy ra trong tích tắc. Bảo vệ của Tập đoàn Nhạn Thanh còn chưa kịp tới, mọi việc đã kết thúc. Những người tới nộp hồ sơ xin việc tuy cũng kinh ngạc nhưng trong lòng lại thấy sảng khoái. Bọn họ tới để tranh giành một suất làm việc trong tập đoàn này, vậy mà vừa tới đã gặp phải con ông cháu cha như Tống Lỗi, thái độ cực kỳ vênh váo kiêu ngạo, họ đã thấy ngứa mắt từ lâu. Em xin hai anh đấy, mau rời khỏi đây đi. Hàn Phi Phi sốt ruột phát khóc, vừa trông chừng đám bảo vệ đang vội vàng chạy tới vừa thúc giục Dương Thanh. Tất cả những chuyện vừa rồi đều do mình mà ra. Nếu Dương Thanh vì chuyện này mà đắc tội gia tộc Vũ Văn, cô ta sẽ áy náy lắm. Đi hả, định đi đâu? Lúc này, hơn chục gã bảo vệ đã vọt tới bao vây Dương Thanh và Mã Siêu, tên dẫn đầu lạnh lùng nói. Hàn Phi Phi lập tức tái nhợt mặt mày, dù biết Dương Thanh rất lợi hại nhưng đây là Tập đoàn Nhạn Thanh. Không phải tỉnh Giang Bình. Dương Thanh dám ra tay đánh người ở đây chẳng khác nào đang chống đối gia tộc Vũ Văn. Gia tộc Vũ Văn là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, thế lực khổng lồ. Trong đám bảo vệ vừa chạy tới có cả 2 gã vừa chặn đường Dương Thanh và Mã Siêu. Đội trưởng, 2 tên khốn kiếp này chính là bọn vừa cố tình xông vào, chúng tôi không cản nổi. Không ngờ chúng nó dám đánh cả cháu của sếp Tống. 2 gã bảo vệ kia vội nói với tay đứng đầu đám bảo vệ. Đội trưởng đội bảo vệ càng thêm tức giận, nhìn chằm chằm Dương Thanh, nói các người to gan thật đấy, dám xông vào Tập đoàn Nhạn Thanh cơ đấy. Dứt lời, ông ta vung tay lên, lôi họ đi. Đội trưởng, 2 thằng này cũng biết võ, thực lực rất mạnh đấy. 2 gã bảo vệ ngoài cửa vội vàng bước lại, nói khẽ vào tai gã đội trưởng. Đội trưởng đội bảo vệ quát lên. Vậy thì đánh ngất trước rồi lôi đi. Hơn chục gã bảo vệ cầm dùi cui đồng loạt nhào về phía Dương Thanh và Mã Siêu. Từ đầu tới cuối, Dương Thanh và Mã Siêu đều bình thản thờ ơ, như không hề cảm nhận được mối nguy hiểm đang cận kề. Hàn Phi Phi lo phát khóc, nghĩ Dương Thanh bị liên lụy vào chuyện nguy hiểm thế này vì mình, cô ta lại bắt đầu tự trách.
Muốn động đến anh ấy thì phải bước qua xác tôi trước đã. Hàn Phi Phi bỗng bước lên trước, giang hai tay chắn trước mặt Dương Thanh, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên định. Dương Thanh cảm thấy thật ấm lòng. Tuy việc này vì Hàn Phi Phi mà ra nhưng đều do Tống Lỗi gieo gió gặt bão, Hàn Phi Phi kiên quyết đứng về phía anh như vậy đã là rất tốt rồi. Các người chắc chắn muốn dùng dùi cui đánh ngất chúng tôi hả? Dương Thanh bỗng lên tiếng. Nói nhảm, chúng mày dám đánh ngất cả cháu trai xếp Tống, bọn tao đánh ngất chúng mày thì có vấn đề gì? Đội trưởng đội bảo vệ cười lạnh nói. Ông ta vốn được Tống Húc Dương đề bạt, thấy Tống Lỗi bị phế một tay, lại bị đánh ngất xỉu, đương nhiên ông ta phải báo thù cho Tống Lỗi. Gia tộc Vũ Văn là chỗ dựa của tập đoàn Nhãn Thanh. Từ khi ông ta nhận chức đội trưởng đội bảo vệ đến nay, chưa từng thấy ai dám tới gây sự như vậy. Bao lâu mới đụng phải tình huống này, lại còn liên quan đến người nhà họ Tống nữa, đương nhiên ông ta muốn thể hiện tốt một chút. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Dương Thanh bỗng nói. Mã Siêu đã vặn cổ tay chuẩn bị đánh từ trước. Dương Thanh nói thế chẳng khác nào bảo anh ta ra tay. Lên hết cho tôi, đánh ngất hai thằng danh dám tới tập đoàn Nhãn Thanh gây sự kia đi. Đội trưởng đội bảo vệ ra lệnh, mấy gã bảo vệ đứng gần Dương Thanh và Mã Siêu lập tức hăng hái xông tới. Mã Siêu nhếch miệng nở một nụ cười tàn nhẫn, vặn cổ tay chuẩn bị đánh. Dừng tay lại ngay cho tôi. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng một tiếng gầm giận dữ vang lên toàn bộ sảnh đón khách tầng 1. Hơn chục gã bảo vệ đều dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông trung niên vừa lên tiếng. Xếp Lạc. Có người nhận ra ông ta, lập tức kinh ngạc hô lên. Lúc này, Lạc Bân cực kỳ tức giận. Ông ta không biết Dương Thanh tới Yến Đô, vừa vào công ty đã thấy anh bị đám bảo vệ bao vây. Nhiệm vụ Dương Thanh giao cho ông ta còn chưa hoàn thành được một nửa. Vậy mà giờ đây, Dương Thanh còn suýt bị bảo vệ của công ty vây đánh. Lòng ông ta cực kỳ thấp thỏm, chậm chạp bước về phía Dương Thanh. Xếp Lạc, hai thằng danh này đánh gãy một tay của cháu trai xếp Tống, lại còn đánh ngất cậu ấy nữa. Nếu ông không cho chúng tôi đánh bọn nó, xếp Tống biết được sẽ không hay lắm đâu. Tôi khuyên xếp Lạc đừng xen vào chuyện của người khác, việc ở đây cứ để tôi xử lý là được. Đội trưởng đội bảo vệ cười lạnh nói. Đối mặt với Lạc Bân, ông ta không hề tỏ ra kính trọng, trái lại giọng điệu còn sặc mùi đe dọa. Lấy lại sự tự tin. Lạc Bân vừa định sang chào hỏi Dương Thanh thì thấy Dương Thanh nháy mắt ra hiệu ông ta đừng nói gì cả. Ông ta biết tạm thời Dương Thanh chưa có ý định tiết lộ thân phận. Ông nói gì? Lạc Bân bước đến chỗ trưởng đội bảo vệ lạnh nhạt hỏi. Trưởng đội bảo vệ nhíu mày thờ ơ nói, cháu trai của xếp Tống bị đánh nên chúng tôi xử lý thay xếp ấy. Nếu xếp Lạc không muốn dính phải phiền phức thì tốt nhất đừng nên xen vào. Ông là cái thá gì mà có tư cách lên mặt dạy đời tôi? Lạc Bân phẫn nộ quát to. Mặt trưởng đội bảo vệ cứng đờ, mắt lóe lên giận dữ, nheo mắt nói, xếp Lạc, tôi nghĩ tôi đã nói rõ lắm rồi. Cháu xếp Tống bị đánh nhưng ông đã đứng đây cản trở còn quát mắng chúng tôi. Hay là ông đã mớm lời nên hai thằng oát con này mới dám đánh cháu xếp Tống? Trưởng đội bảo vệ trông thì có vẻ khá quê mùa nhưng lại suy nghĩ tính toán rất kỹ lưỡng. Ông ta biết dòng chính của gia tộc Vũ Văn mới là ông trùm đứng sau lưng tập đoàn Nhãn Thanh, mà Tống Minh Húc lại là tay chân thân tín do chính gia tộc Vũ Văn đào tạo. Cho nên bây giờ ông ta giúp Tống Minh Húc cũng đồng nghĩa với giúp dòng chính gia tộc Vũ Văn. Có Dương Thanh đứng bên cạnh, Lạc Bân cực kỳ tự tin. Nếu cứ sợ hãi lép vế mãi, chắc chắn sẽ làm Dương Thanh thất vọng. Các người có 10 giây để cuốn gói cút khỏi đây. Lạc Bân lười nói nhảm, thái độ ngang ngược cực kỳ. Sau khi ông ta đến trụ sở chính tập đoàn Nhãn Thanh, lúc nào cũng phải cẩn thận từng ly từng tí sợ mình bất cẩn làm sai chuyện gì đó, sợ bị tay sai của gia tộc Vũ Văn nắm thóp gây phiền phức cho Dương Thanh. Có thể nói ông ta đã phải nhịn nhục rất nhiều mới có thể vượt qua khoảng thời gian tối tăm này, bây giờ Dương Thanh đến rồi, ông ta cần gì phải lo lắng nữa. Chúng tôi là lính của xếp Tống, sợ là ông chưa có tư cách để đuổi việc chúng tôi đâu. Đội trưởng đội bảo vệ không hề sợ hãi. Họ là lính của Tống Húc Dương, sao phải sợ Lạc Bân? Hết 10 giây rồi, các người đã bị đuổi, cút đi cho khuất mắt tôi. Lạc Bân giơ tay nhìn đồng hồ rồi tuyên bố. Lạc Bân, ông không có quyền làm vậy. Cuối cùng trưởng đội bảo vệ cũng nhận ra rằng Lạc Bân đang nói thật, không gọi xếp Lạc nữa mà gọi thẳng tên ông ta.
bây giờ tôi lấy danh nghĩa tập đoàn sa thải tất cả thành viên trong đội bảo vệ. Lạc Bân gọi một cuộc điện thoại ra lệnh. Nghe Lạc Bân nói, sắc mặt đội trưởng đội bảo vệ u ám hơn. Được rồi, các người đã bị sa thải. Bây giờ có thể cút ra khỏi tập đoàn Nhãn Thanh rồi. Lạc Bân lạnh lùng nói. Ngay sau đó, ông ta bước đến chỗ Dương Thanh và Mã Siêu nói, hai cậu đi theo tôi. Dứt lời, Lạc Bân đi về phía trước, Dương Thanh và Mã Siêu theo sát phía sau. Nhưng không ai ngờ rằng chân trước Lạc Bân mới công khai sa thải toàn bộ thành viên đội bảo vệ, chân sau đội trưởng đội bảo vệ đã dẫn người chặn đường Lạc Bân. Các người định làm loạn à, dám chặn đường tôi, Lạc Bân phẫn nộ quát. Đội trưởng đội bảo vệ cứ gây hấn với ông ta mãi, ông ta nhịn lâu rồi. Trong tập đoàn, bị đám quản lý cấp cao ghìm thì thôi đi. Bây giờ đến đám bảo vệ nằm dưới đáy tập đoàn cũng dám khinh thường ông ta, hơn nữa còn làm trò ngay trước mặt Dương Thanh. Có thể thấy bây giờ Lạc Bân đang tức giận đến nhường nào. Tôi là lính của sếp Tống, trừ phi chính miệng sếp Tống đuổi, nếu không không ai có tư cách sa thải chúng tôi. Trưởng đội bảo vệ lạnh lùng nói, hai thằng nhóc con này dám động vào cháu sếp Tống thì phải bị trừng phạt. Dẫn hai thằng nhóc này đi. Nếu bọn nó không chịu ngoan ngoãn thì đánh ngất rồi khiêng đi. Đội trưởng đội bảo vệ ra lệnh. Lạc Bân tức run người, lần đầu tiên ông ta thấy bất lực đến vậy. Dương Thanh không hề thất vọng về ông ta, anh chỉ thấy hơi tức giận mà thôi. Anh biết nếu Lạc Bân muốn kiểm soát tập đoàn Nhãn Thanh sẽ gặp phải một lực cản rất lớn nhưng anh không ngờ lực cản đó lại lớn đến vậy. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng thì cũng có thể hiểu. Từ trước đến nay tập đoàn Nhãn Thanh chịu sự điều khiển của gia tộc Vũ Văn, sau khi anh trở về từ biên giới phía Bắc, gia tộc Vũ Văn mới trả tập đoàn Nhãn Thanh cho anh. Nhưng những năm qua, đám tay chân thân tín do chính gia tộc bồi dưỡng đã ăn sâu bén rễ ở tập đoàn Nhãn Thanh. Dương Thanh ủy quyền cho Lạc Bân làm tổng giám đốc, sao ông ta có thể kiểm soát tập đoàn dễ dàng thế được? Nhìn sự bất lực của Lạc Bân, Dương Thanh thở dài thật khẽ. Nếu ai dám bước lên một bước thì đừng trách tại sao tôi không nể mặt. Đúng lúc này, bóng dáng của một người mặc áo đen như âm hồn xuất hiện trước mặt đội trưởng đội bảo vệ. Ông ta vân về con dao găm đang lóe sáng, tung rồi bắt. Khoảnh khắc khi đội trưởng đội bảo vệ nhìn thấy người đó, ông ta run rẩy hô lên như một bản năng, dừng tay lại cho tôi. Mười mấy bảo vệ đồng loạt dừng bước. Khi bọn họ thấy bóng dáng của người đang bên cạnh đội trưởng đội bảo vệ, mặt xanh mét. Tiền Bưu, ông đừng làm bậy, đang ở công ty đó. Đội trưởng đội bảo vệ không dám nhúc nhích, nói trong lo sợ. Tiền Bưu đứng kế bên đội trưởng đội bảo vệ chơi đùa con dao găm, thỉnh thoảng dao găm xẹt qua đầu ông ta làm ông ta suýt tiểu ra quần. Khi Lạc Bân mới đến trụ sở chính tập đoàn Nhãn Thanh đã gặp phải rất nhiều khó khăn, thậm chí có một lần Lạc Bân xích mích với một quản lý cấp cao. Trước mặt mọi người, vệ sĩ của quản lý cấp cao đó định đánh Lạc Bân nhưng đúng lúc này, Tiền Bưu xuất hiện, đâm vệ sĩ kia hơn chục nhát. Nhưng vệ sĩ đó vẫn còn sống. Bởi vì Tiền Bưu không đâm vào chỗ hiểm nên nhìn có vẻ như vệ sĩ kia bị thương rất nặng nhưng thực tế không phải. Mà chuyện này cũng làm tất cả các quản lý cấp cao kinh hãi. Từ đó về sau, mặc dù cuộc chiến tranh giành giữa các quản lý cấp cao trong tập đoàn và Lạc Bân vẫn tiếp tục diễn ra nhưng không ai dám ra tay với Lạc Bân nữa. Bởi vì có sự tồn tại của Tiền Bưu. Có thể thấy việc Tiền Bưu xuất hiện đã làm đám bảo vệ đó kinh hãi đến nhường nào. Tiền Bưu, bảo bọn chúng cút khỏi tập đoàn Nhãn Thanh đi. Lạc Bân thấy Tiền Bưu như thấy cọng rơm cứu mạng, ông ta vội vàng nói. Tiền Bưu chơi đùa với con dao găm trong tay, lạnh lùng nhìn đội trưởng đội bảo vệ, các người không nghe sếp Lạc nói gì à? Có cần tôi chỉ giúp chứng tai điếc không? Đội trưởng đội bảo vệ nào dám ở lại tập đoàn Nhãn Thanh nữa, vội vã nói, ông đừng làm vậy, tôi đi ngay đây. Dứt lời, ông ta chạy khỏi tập đoàn Nhãn Thanh như đang trốn. Đám bảo vệ còn lại thì mơ màng, sau khi ngơ ngác một lúc thì nối gót đội trưởng đội bảo vệ. Nhóm người đến phỏng vấn thì ngỡ ngàng. Hàn Phi Phi cũng đang không hiểu gì nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đi thôi. Lạc Bân biết chắc chắn Dương Thanh có chuyện cần nói với mình nên không dám chậm trễ, nói xong thì dẫn đầu đi về phía trước. Dương Thanh dẫn theo Mã Siêu. Phòng làm việc của Lạc Bân nằm trên tầng cao nhất tập đoàn, là một căn phòng được thiết kế đơn giản. Chủ tịch, tôi đã làm mất mặt cậu rồi. Mới bước vào văn phòng, Lạc Bân đã quỳ gối xuống ngay,
mắt đỏ hoe, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn Dương Thanh. Vốn dĩ khi bị hai tên bảo vệ chặn trước cửa công ty, anh khá mực Lạc Bân, nhưng những chuyện xảy ra sau đó lại khiến anh hiểu những gì Lạc Bân đang gặp phải. Đứng lên đi. Nhìn người đang quỳ dưới chân mình, Dương Thanh nhíu mày quát. Chủ tịch, tôi không hoàn thành nhiệm vụ cậu giao cho tôi có tội, Lạc Bân khóc lóc. Nếu ông đã thích quỳ vậy thì quỳ đi, chúng tôi đi. Dương Thanh chợt nói. Nghe vậy, Lạc Bân vội vàng đứng lên lau nước mắt nói với Dương Thanh, chủ tịch, cậu đừng đi, tôi không quỳ nữa. Lúc này Dương Thanh mới ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Lạc Bân đang nơm nớp lo sợ đứng trước mặt mình. Ánh mắt sắc sảo đã mềm mỏng hơn nhiều. Anh thở dài chỉ một chỗ nói, ngồi xuống đi. Lạc Bân vội vàng ngồi xuống, ngồi thẳng lưng cứ như học sinh tiểu học gặp cô giáo. Ông có lỗi đó ông biết không? Dương Thanh chợt hỏi. Dương Thanh của bây giờ đang rất uy nghiêm, dù đang chất vấn Lạc Bân nhưng lại không giận lắm. Lạc Bân gật đầu xấu hổ nói, tôi không hoàn thành nhiệm vụ mà cậu giao cho tôi, đúng là lỗi của tôi. Đây không phải là chuyện tôi muốn đề cập. Tôi nói ông có lỗi không phải là trách ông không hoàn thành nhiệm vụ tôi giao, mà rõ ràng ông đang phải chịu một lực cản rất lớn nhưng ông lại không nói cho tôi nghe về những phiền phức hay vấn đề mà ông gặp. Mỗi lần gọi điện báo cáo, ông chỉ nói những mặt tốt chứ không hề đề cập đến mặt tối. Cho nên tôi mới nói ông có lỗi. Dương Thanh bình tĩnh nói, cơn giận đã lắng xuống được phân nửa. Lạc Bân ngạc nhiên. Ông ta cứ ngỡ Dương Thanh sẽ mắng ông ta một trận ra trò nhưng không ngờ Dương Thanh không hề tức giận mà chỉ trách sao ông ta không báo cáo vấn đề sớm hơn. Chủ tịch, tôi sai rồi. Lạc Bân cúi đầu chảy nước mắt. Một người đàn ông trung niên trưởng thành, chín chắn biết suy nghĩ mà bây giờ phải rơi nước mắt, có thể thấy thời gian ở trụ sở chính, ông ta đã uất ức đến nhường nào. Dương Thanh không nói gì, đợi sau khi cảm xúc của Lạc Bân ổn định lại. Anh mới nói tiếp, ông phải nhớ rằng ông mới là tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Thanh. Ngoài tôi ra, ông là người có quyền nhất công ty này. Hôm nay chúng ta phải thanh lọc tập đoàn Nhạn Thanh để đám sâu mò đó hiểu rằng, tập đoàn Nhạn Thanh họ Dương chứ không phải họ Vũ Văn. Những lời Dương Thanh nói giống như quả bom nổ tung trong đầu Lạc Bân. Đúng vậy, chủ nhân thực sự của tập đoàn Nhạn Thanh là chàng trai trẻ trước mặt. Cho dù gia tộc Vũ Văn có mạnh mẽ đi chăng nữa thì sao? Ông ta chỉ cần làm một chuyện duy nhất, đó chính là tin tưởng Dương Thanh. Vâng, chủ tịch. Mắt Lạc Bân sáng như sao, niềm tin đã mất bấy lâu nay đã tìm về. Đúng lúc này, bỗng nhiên cửa phòng làm việc của Lạc Bân bị đạp văng. Sau đó, vài người nối đuôi nhau vào. Trong đó người đang đi đầu là người Dương Thanh đã gặp khi định vào công ty. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhạn Thanh, Tống Húc Dương. Sau lưng Tống Húc Dương là những gương mặt quen thuộc, đám bảo vệ mới bị Lạc Bân sa thải. Lạc Bân, mẹ nó ông ăn gan hùm mật gấu hả? Đến lính của tôi mà ông cũng dám đuổi. Tống Húc Dương bước đến trước bàn làm việc Lạc Bân, đập tay lên bàn, mặt ngập vẻ tức giận. Phẩm chất quá kém. Tống Húc Dương mặc áo vest màu xanh biển phối với sơ mi trắng và cà vạt. Mắt kính gọng vàng trông đúng là điển hình của cấp cao trong doanh nghiệp. Nhưng lúc này ông ta cứ đập bàn liên tục, vẻ hung tợn trên mặt không hề hợp với bộ quần áo đang mặc. Đặc biệt là đám người sau lưng ông ta nữa, trông chả khác gì một đám ô hợp. Nếu có người ngoài ở đây, chắc sẽ thấy sốc về tính tình giang hồ của ông ta. Mặt Lạc Bân lạnh tanh, ông ta vẫn ngồi tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Húc Dương chằm chằm, xin hỏi chức vị của ông là gì? Tống Húc Dương đang phẫn nộ bỗng nghe Lạc Bân hỏi vậy. Ngơ ngác trả lời trong vô thức, ông đây là phó tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Thanh. Mẹ nó ông chỉ là phó tổng, bố đây mới là tổng giám đốc nhé. Bố thích đuổi vài con chó không nghe lời mà cũng phải báo cáo với ông à. Mẹ nó Tống Húc Dương, bố nhịn ông vài hôm thì ông nghĩ bố là mèo bệnh thật à. Lạc Bân chợt đứng lên, hoàn toàn bùng nổ, một người không bao giờ nói tục mà bây giờ cũng bắt đầu chửi thề. Giống như biến thành một người khác. Tống Húc Dương ức hiếp ông ta lâu vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy Lạc Bân nổi nóng. Trong phút chốc, Tống Húc Dương ngỡ ngàng. Vài giây sau, ông ta mới gào lên, Lạc Bân, mẹ nó ông nghĩ ông là ai? Tôi nói cho ông biết, trước khi ông đến đây, tôi đã là Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhạn Thanh rồi. Bố mày làm Tổng Giám đốc mười mấy năm, mẹ nó ông là cái thá gì? Ông tưởng được đứa con rơi bị nhà Vũ Văn Duồng bỏ trống lưng cho là có thể đấu với tôi được hả?
bố mày mới là người được dòng chính gia tộc Vũ Văn bồi dưỡng, ông đừng mơ có thể điều khiển được tập đoàn Nhạn Thanh. Đừng nói là sa thải lính của bố, cho dù là con ruồi con bọ của tập đoàn, không có sự đồng ý của bố, ông đừng mơ đập nó chết. Phẩm chất con người Tống Húc Dương cực kém, cứ mở miệng ra là nói tục như bố mày, mẹ nó, đương nhiên là có người chống lưng nên ông ta mới dám ngạo mạn đến vậy, nếu không sao dám đấu với Lạc Bân. Dù sao việc Lạc Bân được đưa đến đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc tập đoàn cũng đã chứng minh ông ta là người của Dương Thanh. Dù Dương Thanh có vô dụng đi chăng nữa thì cũng là người của gia tộc Vũ Văn. Từ đầu đến cuối, Dương Thanh vẫn ngồi im như không có chuyện gì xảy ra. Anh ngồi nhìn sự ngang ngược của Tống Húc Dương, anh muốn xem thử rốt cuộc tay sai được gia tộc bồi dưỡng sẽ ngạo mạn đến nhường nào. Lạc Bân tức run người, ông ta là người có học thức văn hóa cao, bất đắc dĩ lắm mới nói tục vài câu. Nhưng nếu so về độ nói tục nói câu nào chửi thề câu đó thì ông ta không phải là đối thủ của Tống Húc Dương. Tôi có thể không xét nét chuyện ông đuổi người của tôi nhưng mẹ nó ông lại bao che cho người đánh cháu tôi. Tốt nhất là ông nên giải thích rõ ràng, nếu không hôm nay ông có ra khỏi tập đoàn được hay không cũng là chuyện đáng nói đó. Tống Húc Dương châm một điếu thuốc rít một hơi thật mạnh rồi lại phả khói vào mặt Lạc Bân, nói chuyện với thái độ cực kỳ hống hách. Sếp Tống, đây là hai thằng danh dám động vào cháu trai ông. Lạc Bân chưa kịp lên tiếng. Trưởng đội bảo vệ sau lưng Tống Húc Dương bỗng duỗi tay chỉ thẳng vào Dương Thanh và Mã Siêu nói. Lúc này Tống Húc Dương mới quay đầu nhìn về phía Dương Thanh và Mã Siêu, ông ta chỉ nhìn phớt qua Mã Siêu rồi nhìn sang Dương Thanh. Hai thằng danh, chúng mày đánh cháu tao đúng không? Tống Húc Dương hỏi, giọng điệu đã bình tĩnh hơn lúc cãi nhau với Lạc Bân. Thì ra con chó giải thích sủa lung tung đó là cháu của ông, nhà rột từ nóc, đâu thể trách được. Dương Thanh cười nhạt. Nhèo mắt nói, đánh thì đánh thôi, đâu phải giết người. Dầm. Tống Húc Dương bùng nổ đập mạnh lên bàn, mắt đỏ bừng quát lên, mẹ nó mày nói ai là chó. Ngày nào cũng có thằng đần nhưng hình như hôm nay gặp hơi bị nhiều nhỉ. Dương Thanh cười ha ha quay đầu hỏi Mã Siêu. Mã Siêu nhìn Tống Húc Dương bằng ánh mắt giễu cợt rồi mới trả lời, rất nhiều mới đúng, nhưng hình như thằng đần này đáng ghét hơn thì phải. Nếu đã thấy ghét. Sao còn chưa chịu bảo ông ta cút, Dương Thanh thờ ơ nói. Em đi dọn rác ngay đây, anh Thanh chờ chút nhé. Mã Siêu cười đứng lên vọt thẳng về phía Tống Húc Dương. Bây giờ Tống Húc Dương mới phát hiện Dương Thanh và Mã Siêu không đơn giản chút nào. Đội trưởng đội bảo vệ và vệ sĩ đang đứng sau lưng ông ta đẩy ông ta ra sau lưng. Thằng nhãi, mẹ nó, mày biết đây là đâu không? Dám đắc tội với bố mày à? Đắc tội bố mày. Hôm nay bố mày sẽ khiến mày không bước ra khỏi tập đoàn Nhạn Thanh được. Mẹ nó, dám động vào người của bố, bây giờ còn dám động vào bố nữa, chúng mày chán sống rồi. Tống Húc Dương trốn sau lưng đội trưởng đội bảo vệ và vệ sĩ nên kiêu ngạo hẳn lên, hung hăng nói, lên cho tôi, bắt hai thằng danh này trước, đánh gãy tay gãy chân rồi bàn tiếp. Có lệnh của Tống Húc Dương, đội trưởng đội bảo vệ và vệ sĩ vọt về phía Mã Siêu. Ánh mắt Mã Siêu tràn ngập vẻ khinh thường, thậm chí anh ta còn chẳng buồn dốc hết sức, cứ lạnh lùng nhìn hai người đang áp sát lại gần mình. Không biết tự lượng sức mình. Khoảnh khắc hai người kia ập đến, chân Mã Siêu chợt lóe người, tránh khỏi cú đấm của vệ sĩ. Cùng lúc đó, anh ta bắt được nắm tay đang múa may của đội trưởng đội bảo vệ. Mày định làm gì? Đội trưởng đội bảo vệ cảm nhận được nắm tay của mình đã bị Mã Siêu bắt lấy. Ông ta muốn vùng ra nhưng không được nên mặt tái mét. Rắc! Ông ta mới vừa dứt lời, tiếng gãy xương vang lên giòn giã. Sau đó toàn bộ cánh tay ông ta cong 90 độ theo hướng ngược lại. Á! Khoảnh khắc tiếp theo, cơn đau dữ dội lan từ cánh tay bị gãy ra toàn bộ cơ thể làm đội trưởng đội bảo vệ gào lên. Mới có bao nhiêu đó mà đã không chịu nổi rồi hả? Mã Siêu cười khinh thường nói. Trong lúc nói anh ta đã nắm được tay kia của đội trưởng đội bảo vệ. Mày muốn chết à? Lúc này vệ sĩ mới vừa tấn công thất bại lấy lại tinh thần, xoay người đấm một cú toàn lực vào huyệt thái dương của Mã Siêu. Dường như Mã Siêu không hề cảm nhận được, anh ta nở một nụ cười gian, ngay sau đó túm cánh tay của đội trưởng đội bảo vệ kéo thật mạnh. Bụp! Rắc! Tiếng trước là tiếng đánh đấm, tiếng sau là tiếng gãy xương. Tiếng đánh đấm là tiếng do vệ sĩ của Tống Húc Dương đấm lên cánh tay đội trưởng đội bảo vệ. Tiếng gãy xương là tiếng xương cánh tay đội trưởng đội bảo vệ bị gãy.
Mọi thứ xảy ra chớp nhoáng, Tống Húc Dương chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy vệ sĩ của mình đánh gãy tay kia của đội trưởng đội bảo vệ. Đội trưởng đội bảo vệ kêu gào thảm thiết, trợn mắt rồi ngất xỉu. Chủ của Nhạn Thanh, vệ sĩ của Tống Húc Dương cũng ngơ ngác, mình đánh gãy tay của đội trưởng đội bảo vệ à. Chó chết, mẹ nó mắt mày bị mù à, tao bảo mày đánh gãy tay hai thằng nhóc kia chứ không phải người của tao. Sau khi Tống Húc Dương hoàn hồn thì phẫn nộ giống lên. Vệ sĩ lau mồ hôi lạnh, nhìn Mã Siêu bằng ánh mắt u ám, nghiến răng nói, mày dám lợi dụng tao, để xem tao có tẩn chết mày không. Nói xong vệ sĩ lại xông về phía Mã Siêu. Mã Siêu cười khinh, không biết tự lượng sức mình. Trong chớp mắt, vệ sĩ xông đến định đạp anh ta. Mã Siêu không hề nể nang, anh ta cũng giơ chân lên. Một tiếng bụp, Mã Siêu đá vào đầu gối vệ sĩ. Rắc, đầu gối vệ sĩ vỡ thành từng mảnh, lảo đảo ngã lăn quay xuống đất. Cơn đau mãnh liệt làm vệ sĩ không chịu nổi phải kêu gào thảm thiết. Xoạt xoạt xoạt, Mã Siêu lại tiến lên giơ chân đá ba cú liên tục, ba chi còn lại của tên vệ sĩ cũng bị gãy. Vệ sĩ ngất xỉu, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Dù Lạc Bân đã biết Mã Siêu rất mạnh nhưng vẫn sợ hãi trước năng lực mạnh mẽ của Mã Siêu. Tống Húc Dương là tay sai được gia tộc Vũ Văn bồi dưỡng, đặc biệt ông ta còn điều khiển cả tập đoàn Nhạn Thanh, là một thứ quan trọng với một vài người trong gia tộc. Vệ sĩ bên cạnh ông ta đâu thể là người bình thường được. Lạc Bân đã từng tận mắt chứng kiến vệ sĩ của Tống Húc Dương đá bay một người đàn ông cao 1m9 làm người đó phải ngất xỉu tại chỗ. Vệ sĩ mạnh mẽ như vậy nhưng Mã Siêu chỉ cần đạp 4 cái là đã đạp gãy tứ chi của hắn rồi. Tống Húc Dương cũng trợn mắt như thể không tin nổi. Đồng thời, tận sâu trong ánh mắt ông ta lóe lên sự sợ hãi mãnh liệt. Rất nhiều người đang bao vây bên ngoài phòng làm việc. Ban nãy ai cũng thấy Tống Húc Dương dẫn người xông thẳng vào văn phòng Lạc Vân, bây giờ nghe tiếng kêu gào vang lên liên tục, ai ấy đều kinh ngạc. Tiếng kêu nghe thảm thiết thật đó, chắc là của sếp Lạc nhỉ. Sếp Lạc cũng tội thật, nhìn thì thấy là tổng giám đốc nhưng chẳng có quyền gì cả. Từ khi đảm nhiệm chức tổng giám đốc cứ bị ăn hiếp mãi. Xuyệt, đừng có mà ăn nói lung tung, sếp Tống là người của gia tộc Vũ Văn. Ông ta dám ăn hiếp sếp Lạc, chắc chắn do gia tộc mớm lời. Cấp trên chiến nhau, cấp dưới như chúng ta đứng xem là được, đừng bàn luận lung tung. Mọi người bàn tán sôi nổi. Hiển nhiên căn cứ theo những tiếng động vừa rồi, họ đều cho rằng Lạc Bân là người bị hại. Nhưng họ không biết rằng, lúc này trong văn phòng, Tống Húc Dương đã sợ đến mức run lẩy bẩy. Vệ sĩ và đội trưởng đội bảo vệ đều bị gãy hai tay hai chân, ngất xỉu. Bây giờ chỉ còn mình ông ta đối diện với đám người Lạc Bân. Lạc Bân, ông gan lắm, dám đánh cả vệ sĩ của tôi. Ông có biết vệ sĩ của tôi là người do gia tộc Vũ Văn sắp xếp hay không? Ông dám động đến cậu ta, chắc chắn gia tộc Vũ Văn sẽ không buông tha cho ông đâu. Tống Húc Dương mạnh miệng trong lo sợ, nghiến răng nói, ông cứ chờ đi, bây giờ tôi sẽ thông báo cho gia tộc Vũ Văn ngay. Nói xong ông ta xoay người định đi. Tôi cho ông đi chưa? Đúng lúc này, giọng nói bỡn cợt vang lên. Chỉ thấy bóng dáng Mã Siêu chợt lóe, chặn trước cửa phòng, nhìn Tống Húc Dương cười tủm tỉm. Tống Húc Dương run rẩy lấy lại tinh thần, mắt cứ nhìn chàng trai đang ngồi trên sofa, chỉ thấy đôi mắt sắc sảo đó đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt đó làm Tống Húc Dương thấy lạnh lẽo giống như bị thần chết theo dõi. Nơi này là tập đoàn Nhạn Thanh, cậu là cái thá gì mà dám cản đường tôi? Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất cậu nên thả tôi ra. Nếu không chắc chắn gia tộc Vũ Văn không buông tha cho cậu đâu. Nếu các cậu dám làm gì tôi, chắc chắn gia tộc Vũ Văn sẽ làm các cậu sống không bằng chết. Tống Húc Dương chột dạ vô cùng, chỉ có thể lấy danh gia tộc Vũ Văn ra mới thấy yên tâm hơn được chút. Dương Thanh cười giễu cợt, gia tộc Vũ Văn chiếm lấy tập đoàn Nhạn Thanh của tôi lâu như vậy, tôi chưa tính sổ với bọn họ là đã nể mặt gia tộc này lắm rồi. Bọn họ dám làm tôi sống không bằng chết à? Những lời Dương Thanh nói giống như sấm sét nổ vang trong đầu Tống Húc Dương. Ông ta tròn mắt nhìn thẳng vào bóng dáng trẻ tuổi kia. Đặc biệt là câu tập đoàn Nhạn Thanh của tôi làm ông ta dại ra. Chỉ có một người có tư cách nói câu này, đó chính là chủ tịch có toàn quyền điều hành tập đoàn Nhạn Thanh, là đứa con hoang đã bị gia tộc Vũ Văn vứt bỏ 18 năm trước. Người khác không rõ thông tin nội bộ tập đoàn Nhạn Thanh nhưng Tống Húc Dương thân là tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn,
ông ta rõ từng chân tơ kẽ tóc. Dù ông ta không biết trong gia tộc Vũ Văn đã xảy ra chuyện gì nhưng ông ta biết hơn nửa năm trước, gia tộc Vũ Văn đột nhiên ra mặt, bỏ ra số tiền khổng lồ thu hồi toàn bộ cổ phần. Sau đó chuyển tập đoàn Nhạn Thanh lớn mạnh hoàn chỉnh sang danh nghĩa của một chàng trai trẻ tuổi tên Dương Thanh. Sau đó nhờ một lần ngẫu nhiên ông ta mới biết, 18 năm trước, hai mẹ con chàng trai trẻ tuổi tên Dương Thanh này đã bị trục xuất ra khỏi gia tộc. Vốn dĩ trong tập đoàn Nhạn Thanh, có rất nhiều con cháu dòng chính gia tộc Vũ Văn, hơn nữa còn nắm một số cổ phần khá lớn. Nhưng cuối cùng đã bị gia tộc thu lại hết, nghe nói đích thân chủ gia tộc ra lệnh không ai trong gia tộc được quyền can thiệp vào công việc của tập đoàn Nhạn Thanh. Bắt đầu từ đó, có người tìm đến ông ta. Dù không nói rõ ràng nhưng lời nói của người đó cho thấy ông ta chỉ là con rối thay thế những người đã mất quyền khống chế tập đoàn Nhạn Thanh. Bây giờ, chủ nhân thật sự của tập đoàn Nhạn Thanh đã trở về rồi. Cậu là Dương Thanh. Tống Húc Dương run rẩy, duỗi tay chỉ vào Dương Thanh hoảng sợ hỏi. Dương Thanh cười hiền từ, xem ra ông có biết đến tôi. Dù anh đang cười nhưng Tống Húc Dương lại thấy sởn tóc gáy. Bụp. Tống Húc Dương quỳ xuống đất hoảng loạn nói, tôi không biết cậu là chủ tịch, nếu tôi mà biết thì dù tôi có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám động vào cậu. Mong chủ tịch nể tình tôi đã cống hiến cho tập đoàn suốt nhiều năm, tha thứ cho tôi lần này. Tống Húc Dương, ông biết sợ rồi à? Dương Thanh cười nhạt, nếu tôi không nhớ nhầm, ban nãy ông còn uy hiếp Lạc Bân, nói đừng tưởng được đứa con rơi bị gia tộc Vũ Văn ruồng bỏ trống lưng cho là có thể đấu với ông. Chủ tịch, ban nãy tôi ngu ngốc ăn nói bậy bạ, trước mặt chủ tịch tôi chẳng là cái thá gì cả, Tống Húc Dương sốt ruột phát khóc. Ông còn nói, ông là tay sai được dòng chính gia tộc Vũ Văn bồi dưỡng. Có ông ở đây, đừng ai mơ khống chế được tập đoàn Nhạn Thanh. Dương Thanh không hề quan tâm đến ông ta, vẫn nói tiếp, ông còn nói, dù là con ruồi con bọ trong tập đoàn Nhạn Thanh, không có sự đồng ý của ông, Lạc Bân cũng đừng mơ đập nó chết. Nghe Dương Thanh nói, Tống Húc Dương chỉ thấy người mình lạnh toát, bủn rùn, mặt trắng bệch. Sa thải toàn bộ. Chủ tịch, tôi sai rồi, tôi biết lỗi thật rồi. Xin cậu hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, chắc chắn tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Tống Húc Dương sợ hãi quỳ dưới chân Dương Thanh cầu xin liên tục. Ông ta nắm quyền ở Nhạn Thanh lâu rồi nên đã quen với lối sống xa xỉ. Dù Dương Thanh có là con hoang đi chăng nữa thì cũng không phải là người ông ta có quyền xúc phạm. Nếu không sao gia tộc Vũ Văn lại trả một tập đoàn béo bở như Nhạn Thanh cho Dương Thanh cơ chứ? Mọi người luôn nghĩ Dương Thanh là đứa con hoang không được bước chân vào Yến Đô dù chỉ một bước. Nhưng chỉ riêng việc này thôi đã đủ chứng minh mọi chuyện không hề như những gì mọi người đang đồn đoán. Nếu không phải thì sao gia tộc Vũ Văn lại giao tập đoàn Nhạn Thanh lại cho Dương Thanh? Bây giờ, Dương Thanh đã vào tập đoàn Nhạn Thanh thì sao lại nói không được bước vào Yến Đô? Những năm gần đây, chắc ông cũng bỏ túi kha khá rồi nhỉ? Dương Thanh đứng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, tôi cho ông một ngày để nôn hết những thứ ông đã bòn rút của công ty rồi đi tự thú. Nếu không tôi không ngại làm ông biến khỏi thế giới này đâu. Nghe vậy, mặt Tống Húc Dương xám ngoét, sở dĩ ông ta quỳ xuống xin tha là để mong Dương Thanh cho ông ta một con đường sống. Nhưng không ngờ chẳng những Dương Thanh không buông tha cho ông ta mà còn yêu cầu ông ta trả hết những thứ ông ta đã lấy của tập đoàn, thậm chí phải ra tự thú. Làm vậy khác gì đang tự hủy hoại mình. Ông cũng thông minh nên mới nắm quyền ở Nhạn Thanh lâu như vậy. Chắc ông cũng hiểu nếu tôi đã muốn mạng của ông thì cho dù ông có trốn đến xó xỉnh nào, tôi cũng tìm được. Ông đừng nghi ngờ những gì tôi nói, nếu không đến lúc đó không những ông phải nôn hết ra mà đến cái mạng cũng chẳng còn đó. Tôi cũng biết ông được gia tộc Vũ Văn chống lưng cho. Ông không cần phải kể người đó là ai đâu vì tôi cũng chả muốn biết. Nhưng tôi có thể khẳng định với ông rằng, trong mắt tôi gia tộc Vũ Văn chẳng là gì cả. Dương Thanh bình tĩnh nói. Giọng lạnh như băng. Tống Húc Dương thấy người mình lạnh toát, hơi lạnh chạy dọc từ sống lưng lên đỉnh đầu giống như rơi vào hầm băng. Khí thế và sự điềm tĩnh của Dương Thanh làm ông ta tin rằng Dương Thanh không hề sợ gia tộc Vũ Văn. Lúc trước ông ta đã từng nghĩ đến chuyện này. 18 năm trước, đúng là gia tộc Vũ Văn đã đuổi hai mẹ con Dương Thanh ra khỏi Yến Đô nhưng tại sao 18 năm sau lại trả tập đoàn Nhạn Thanh cho Dương Thanh? Suy đi nghĩ lại. Sao cứ như gia tộc Vũ Văn đang nịnh bợ Dương Thanh ấy nhỉ? Bây giờ xem ra, mọi chuyện giống hệt như những gì ông ta nghĩ. Cút đi.
Dương Thanh quát lên, nghe vậy, Tống Húc Dương vội bò ra ngoài. Đám người đang tụ tập ngoài văn phòng tổng giám đốc sốc khi thấy Tống Húc Dương chạy ra. Ngay sau đó, có hai người bị ném ra ngoài như ném rác. Họ ngỡ ngàng khi xác định hai người đó chính là đội trưởng đội bảo vệ và vệ sĩ của Tống Húc Dương. Có ai có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra trong văn phòng sếp Lạc không? Sao sếp Tống phải bò ra ngoài, sao lính của ông ta lại bị ném ra vậy? Mọi người đừng quên trong văn phòng của sếp Lạc có hai cậu trai trẻ. Ngoài văn phòng Lạc Bân, mọi người thảo luận sôi nổi. Mà trong văn phòng chỉ còn lại ba người Dương Thanh, Mã Siêu và Lạc Bân. Lạc Bân kích động nói, chủ tịch, dường như tất cả mọi người trong tập đoàn đều nghe lệnh của Tống Húc Dương. Bây giờ Tống Húc Dương bị vậy, chắc chắn không có cơ hội lật ngược thế cờ đâu. Chủ tịch chỉ cần cho tôi nửa tháng thôi, tôi sẽ giúp cậu khống chế tập đoàn Nhãn Thanh. Lạc Bân nói rất tự tin. Dương Thanh lại lắc đầu nói, Tống Húc Dương chỉ là quân cờ của những người nào đó. Tập đoàn Nhãn Thanh rất lớn, có rất nhiều quản lý cấp cao, e rằng vẫn còn dính líu đến nhà Vũ Văn. Bây giờ anh đã giải quyết được một Tống Húc Dương nhưng vẫn còn vài Tống Húc Dương nữa. Lạc Bân nhíu mày, phấn khích dần lắng xuống. Ông ta biết Dương Thanh nói đúng, Tống Húc Dương chỉ là một quân cờ. Dù Tống Húc Dương đã biến mất thì vẫn còn đám quản lý cấp cao đang chống lại ông ta. Nếu ông ta muốn khống chế tập đoàn Nhãn Thanh, trừ khi ông ta sa thải hết đám quản lý cấp cao đang chống lại mình. Nếu không ông ta sẽ gặp một rào cản rất lớn. Mở cuộc họp quản lý cấp cao của tập đoàn Nhãn Thanh, những người không chịu ngoan ngoãn thì sa thải hết cho tôi. Dương Thanh ngẫm nghĩ nói. Lạc Bân kinh hãi, nếu sa thải hết đám người không nghe lời, e là Nhãn Thanh có thể mất ít nhất một nửa số quản lý cấp cao mất. Cùng một lúc mất một lượng lớn lãnh đạo, sao tập đoàn Nhãn Thanh có thể hoạt động được? Chủ tịch, nếu làm như vậy, có phải chúng ta hơi vội vì cái lợi trước mắt không? Lạc Bân ngập ngừng hỏi. Dương Thanh cười mỉa mai, ông cũng không nghĩ thử xem, đám quản lý cấp cao giống Tống Húc Dương đang nghe lời ai. Bọn họ còn ở tập đoàn Nhãn Thanh ngày nào thì ngày đó công ty còn tổn thất, nếu đã như vậy thì sao không bắt hết một mẻ. Làm vậy nhìn thì giống hại người hại mình nhưng thực tế lại là làm một mẻ khỏe một đời. Đợi đến khi Nhãn Thanh được dọn dẹp sạch sẽ, lúc đó mọi chuyện trong tập đoàn đều do ông quyết định. Chỉ cần ông có thể vận hành công ty tốt thì những khoản lỗ sẽ được bù lại nhanh thôi. Dương Thanh cực kỳ tin tưởng Lạc Bân. Lúc trước ở chi nhánh Giang Hải, Dương Thanh đã thấy được năng lực vận hành công ty của Lạc Bân. Người như vậy, chỉ cần cho ông ta không gian, ông ta sẽ phát triển tốt hơn nữa. Tôi hiểu rồi. Sau khi nghe Dương Thanh giải thích, Lạc Bân mới hiểu và cảm động vì sự tin tưởng mà anh dành cho ông ta lớn hơn những gì ông ta nghĩ. Cấp trên như vậy thì chỉ cần ông ta hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông ta sẽ không cần phải lo nghĩ bất kỳ chuyện gì nữa. Lạc Bân không dám trì hoãn. Gọi thư ký vào sắp xếp mở họp. Nửa tiếng sau, trong phòng họp của tập đoàn Nhãn Thanh. Phòng họp rộng lớn mà chỉ có lác đác vài người, hầu hết các ghế còn lại đều bỏ trống. Bảng hiệu của từng vị trí có điền bộ phận và chức vụ tương ứng. Cho nên những chiếc ghế bỏ trống đó đều đã có chủ. Sắp đến giờ họp rồi mà hầu hết quản lý cấp cao của các bộ phận vẫn chưa có mặt. Sếp Lạc, sếp Thích, sếp Quách. Giám đốc Mã và Giám đốc Lưu nói là không khỏe nên xin nghỉ. Sếp Lạc, sếp Lương và Giám đốc Viên xin nghỉ. Sếp Lạc, sếp Lý và Giám đốc Trần cũng xin nghỉ. Thoáng chốc các quản lý nhỏ đứng lên dồn dập xin nghỉ thay cấp trên. Cuộc họp này là cuộc họp của cấp trưởng phòng trở lên, bây giờ hầu hết các giám đốc điều hành, phó tổng và giám đốc các phòng lớn đều xin nghỉ. Hiển nhiên đám người đó cố tình. Dù Lạc Bân đã biết trước kết quả nhưng vẫn rất phẫn nộ. Thông báo ngay cho các sếp xin nghỉ rằng tôi sẽ đợi bọn họ thêm 10 phút nữa. Nếu vẫn không chịu đến thì sau này đừng đến công ty nữa, tất cả đều bị sa thải, cuốn gói khỏi công ty đi. Mắt Lạc Bân lạnh lùng, quát lên. Anh của Dương Thanh. Lạc Bân nói đợi thêm 10 phút, giám đốc quản lý nào không đến thì bị sa thải. Có thể thấy ông ta đang phẫn nộ đến nhường nào. Nhóm quản lý nhỏ kia kinh hãi nhưng thoáng chốc họ lại vui mừng. Dù sao bây giờ nhóm quản lý cấp cao đó chưa chịu có mặt, nếu bị sa thải thật thì tất cả những người ở đây sẽ được thăng chức. Thoáng chốc rất nhiều người âm thầm cầu nguyện 10 phút hãy trôi qua nhanh nhanh, mong là đừng ai đến hết. Dương Thanh giống như người vô hình,
anh ngồi một chỗ im lặng không nói gì, giao toàn quyền xử lý cho Lạc Bân. Khi Lạc Bân bước vào phòng họp, rất nhiều người quan sát Dương Thanh nhưng lại không biết anh là ai. Bây giờ mọi người chỉ quan tâm liệu bao nhiêu giám đốc quản lý sẽ đến. Chớp mắt đã 5 phút trôi qua nhưng chẳng ai đến. 7 phút trôi qua, vẫn không có ai. Thoáng chốc đã 10 phút trôi qua, chẳng thấy bóng dáng người nào. Lạc Bân càng tức giận hơn, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía ông ta. Ai nấy đều muốn xem thử rằng lần đầu tiên Tổng Giám đốc Thị Uy có cứng đến mức đuổi hết những người không tới họp không. Bộ phận nhân sự, bây giờ lấy danh nghĩa tập đoàn sa thải tất cả các quản lý cấp cao không tham gia cuộc họp lần này. 10 phút mới vừa trôi qua, Lạc Bân thông báo ngay. Tin này làm tất cả quản lý nhỏ có mặt ở phòng họp phải kinh ngạc. Dù đây là kết quả họ mong chờ nhưng khi nghe chính miệng Lạc Bân tuyên bố sẽ sa thải hết tất cả quản lý cấp cao không đến họp, họ vẫn rất kinh hãi. Dù sao tất cả những quản lý cấp cao không có mặt đều có quan hệ với gia tộc Vũ Văn, chẳng lẽ Lạc Bân không sợ chọc giận gia tộc Vũ Văn à? Xếp Lạc, sa thải một lúc nhiều người như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của tập đoàn. Bởi hầu hết công việc kinh doanh của công ty đều do những người không đến dự họp quản lý. Nếu không có họ, e rằng một vài hợp đồng sẽ phải chấm dứt ngay. Hơn nữa, sa thải nhiều quản lý cấp cao như vậy, tập đoàn sẽ bị trì trệ. Giám đốc phòng nhân sự lo lắng nói. Không phải ông ta đang nói giúp cho những người đó mà thật lòng lo lắng cho sự phát triển của công ty. Lạc Bân nhíu mày, chuyện này đã được chủ tịch đồng ý, ông cứ làm theo lời tôi nói là được. Nghe Lạc Bân nhắc đến chủ tịch, giám đốc phòng nhân sự thầm kinh ngạc. Xem ra lời đồn đúng thật, xếp Lạc là người của chủ tịch. Dạ, xếp Lạc. Giám đốc phòng nhân sự trả lời. Lạc Bân nhìn phòng họp rồi tuyên bố lần nữa, về việc bổ nhiệm nhân sự mới, tôi sẽ gửi văn bản trước giờ tan làm chiều nay. Xin mọi người hãy chú ý, tan họp. Nghe nói trước giờ tan làm chiều nay sẽ tuyên bố văn bản bổ nhiệm nhân sự mới. Tất cả những người có mặt ở đây đều phấn khích và mong chờ. Nhiều người bị sa thải như vậy, chắc chắn họ sẽ là người được chọn để bổ nhiệm. Xếp Lạc oai quá nhỉ? Ai cho ông lá gan đó vậy, dám sa thải cả người của gia tộc Vũ Văn? Đúng lúc này, giọng nói giễu cợt vang lên ngoài cửa. Chưa thấy người đã nghe tiếng. Ngay sau đó, một bóng dáng trẻ tuổi từ từ bước vào phòng họp. Sau lưng anh chàng này là mười mấy gương mặt quen thuộc. Đám người này là những quản lý cấp cao hôm nay xin vắng họp. Khi Dương Thanh thấy người cầm đầu, mắt anh ngập tràn sát khí nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất. Bởi vì đây chẳng phải ai xa lạ, người thừa kế của gia tộc Vũ Văn Vũ Văn Bân. Tính ra thì là anh cùng cha khác mẹ của Dương Thanh. Lúc trước Dương Thanh và mẹ bị trục xuất ra khỏi Yến Đô, phần lớn do mẹ của Vũ Văn Bân bày trò. Vũ Văn Bân làm như không thấy Dương Thanh, ánh mắt giễu cợt nhìn Lạc Bân chằm chằm. Những quản lý nhỏ tham gia cuộc họp cực kỳ sợ hãi. Đây là lần đầu tiên họ gặp Vũ Văn Bân, nhìn đám quản lý cấp cao sau lưng anh ta, mặt ai cũng sám ngoét. Ai cũng biết rằng nếu nhóm quản lý cấp cao vừa mới bị Lạc Bân sa thải quay lại tập đoàn thì nhóm quản lý nhỏ bọn họ sẽ bị chèn ép, thậm chí còn bị đá ra khỏi tập đoàn Nhạn Thanh. Cậu Bân! Lạc Bân run lên, nơm nớp lo sợ đứng dậy nói, cậu Bân, những người này không tuân theo quy định tập đoàn. Cuộc họp quan trọng của công ty mà lại vắng mặt không lý do. Căn cứ theo quy định tập đoàn, bị sa thải là hoàn toàn hợp lý. Vũ Văn Bân cười tủm tỉm nói, xếp Lạc, ông nói gì? Tôi chưa nghe rõ. Mặt Lạc Bân cứng đờ, ông ta đã nói rõ thế mà sao Vũ Văn Bân lại không nghe rõ được. Hiển nhiên anh ta đang cố ý. Mặc dù Dương Thanh đang ở ngay bên cạnh nhưng ông ta vẫn mồ hôi nhễ nhại, sống lưng lạnh ngắt. Dương Thanh thì ngồi im như thể không liên quan gì đến mình. Dù Vũ Văn Bân xuất hiện, anh cũng không hề nói gì. Bên này là Vũ Văn Bân, bên kia là Dương Thanh, mà dù là bên nào thì cũng là người ông ta không dám động vào. Dương Thanh không nói gì, hiển nhiên chủ tịch đang giao chuyện này cho mình xử lý, có lẽ cũng là một bài kiểm tra dành cho mình. Bỗng nhiên Lạc Bân suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới lúc trước ông ta chỉ là một nhân viên dưới đáy tập đoàn Nhạn Thanh. Bởi vì cố gắng nên cuối cùng cũng có công mài sắt có ngày nên kim, ông ta được bổ nhiệm làm một trưởng phòng nho nhỏ của tập đoàn, sau đó là giám đốc bộ phận. Bỗng một ngày có người đến tìm mình, nói với ông ta rằng muốn điều ông ta đến làm cấp dưới của chủ tịch chi nhánh Giang Hải, ông ta đồng ý ngay.
Rồi sau đó ông ta biết một vài chuyện nội bộ của gia tộc Vũ Văn. Chủ tịch mà ông ta đang đi theo lại là đứa con hoang bị ruồng bỏ nhà Vũ Văn. Chuyện này làm ông ta chán nản muốn buông xuôi, nhưng sau khi tiếp xúc với Dương Thanh, ông ta mới ý thức được rằng Dương Thanh không hề đơn giản như ông ta nghĩ. Sức mạnh và năng lực của anh đều vượt xa trí tưởng tượng của Lạc Bân. Từ Tổng Giám đốc chi nhánh Giang Hải đến Tổng Giám đốc Tập đoàn Thành Hà ở Châu Thành, tất cả những gì ông ta đã trải qua đều là những điều quý giá. Một phút sau, cuối cùng Lạc Bân cũng hạ quyết tâm, ông ta cố gắng đối diện với Vũ Văn Bân, trầm giọng nói, vắng mặt trong cuộc họp quan trọng của công ty mà không có lý do chính đáng. Tôi là Tổng Giám đốc, căn cứ theo quy định tập đoàn, tôi có quyền sa thải bọn họ. Không ai ngờ được rằng, rõ ràng Vũ Văn Bân đang cố tình tạo áp lực cho Lạc Bân để ông ta đổi ý, nhưng Lạc Bân vẫn dám tranh cãi với Vũ Văn Bân ngay trước mặt mọi người. Nhóm quản lý cấp cao sau lưng Vũ Văn Bân cười mỉa như thể đã thực hiện được âm mưu. Dám đối đầu với người thừa kế gia tộc Vũ Văn, ông ta chán sống rồi đúng không? Ông nói gì, tôi chưa nghe rõ. Vũ Văn Bân nheo mắt hỏi, nhưng rõ ràng giọng đã bắt đầu có tính uy hiếp. Tiếp nhận điều tra. Khoảnh khắc này, phòng họp rộng lớn lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến đáng sợ, có thể nghe được tiếng kim rơi. Mấy chục nhân viên cấp quản lý trở lên không dám thở mạnh, chớp mắt liên tục nhìn Lạc Bân chằm chằm như thể đang đợi xem Lạc Bân trả lời thế nào. Nếu đã hạ quyết tâm thì sao Lạc Bân lại do dự? Ánh mắt ông ta cực kỳ kiên quyết, nhìn thẳng vào đôi mắt ngạo mạn của Vũ Văn Bân nói, căn cứ theo quy định của tập đoàn, một khi vắng họp không lý do thì Tổng Giám đốc có quyền sa thải. Ha 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 ha! Vũ Văn Bân bật cười. Dù anh ta đang cười nhưng mấy chục người ở đây đều cảm nhận được không khí nặng nề. Hiển nhiên anh ta đang tức giận, hơn nữa còn cực kỳ tức giận. Thân là người thừa kế tương lai của gia tộc Vũ Văn, địa vị cao quý biết bao. Bây giờ, một tổng giám đốc sống nhờ gia tộc Vũ Văn mà cũng dám công khai đấu với anh ta, tát thẳng vào mặt anh ta. Lạc Bân cảm giác sống lưng lạnh toát, mồ hôi đầm đìa, mặt mày xanh mét. Ông ta thấy người mình bủn rủn sụi lơ, nếu không nhờ có Dương Thanh ngồi kế bên, e là ông ta đã ngã xuống đất khi phải đối diện với áp lực khổng lồ của Vũ Văn Bân. Ông ta biết từ nay về sau, ông ta đã hoàn toàn đứng về phe Dương Thanh. Một khi Dương Thanh thua thì ông ta cũng phải đối mặt với vực thẳm. Đây là một trận cá cược nguy hiểm, trận cá cược ông ta không thể đoán trước được. Nếu là các gia tộc khác thì Lạc Bân có thể tin chắc 100% rằng Dương Thanh sẽ thắng dễ như trở bàn tay, nhưng chàng trai trước mặt ông ta lại là người thừa kế tương lai của gia tộc đứng đầu trong số 8 gia tộc lớn ở Yến Đô. Ông là người đầu tiên dám ăn nói với tôi như vậy. Vũ Văn Bân ngừng cười nhưng cũng không hề có biểu hiện tức giận, anh ta chỉ lạnh lùng nói. Anh ta kiểm soát cảm xúc rất tốt, ai không biết còn nghĩ anh ta là bạn của Lạc Bân. Tất cả những gì tôi làm đều vì sự phát triển của tập đoàn, Lạc Bân giả vờ bình tĩnh nói. Tôi không cần biết ông nói gì, nhưng những người này đã cống hiến rất nhiều cho tập đoàn Nhạn Thanh, họ chỉ mới vắng họp một lần mà ông lại sa thải, làm vậy không được thỏa đáng lắm nhỉ. Vũ Văn Bân cười cười nhìn Lạc Bân nói, ánh mắt thấp thoáng sát ý. Lạc Bân trầm giọng nói, không có nguyên tắc thì không làm nên chuyện. Đây không phải lần đầu tiên. Nếu tiếp tục chịu đựng tính vô nguyên tắc của họ thì có phải sau này cuộc họp do tôi tổ chức, chẳng ai muốn tham gia không? Nếu thế thì chức tổng giám đốc tập đoàn này còn ý nghĩa gì nữa? Dù sao tôi mới là tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Thanh, tất cả những điều tôi làm đều vì sự phát triển của công ty. Mong cậu Bân hiểu cho. Lạc Bân cũng không hề chùn bước, nếu đã chọn Dương Thanh thì chỉ có thể đối đầu với Vũ Văn Bân. Lạc Bân, ông hống hách quá rồi đó. Ông nghĩ ông là người của chủ tịch là muốn làm gì thì làm hả? Đúng đó, chúng tôi là nòng cốt của tập đoàn. Nếu không có chúng tôi thì bây giờ tập đoàn không thể lớn mạnh vậy đâu. Dù ông là tổng giám đốc thì cũng không có tư cách sa thải chúng tôi. Trừ phi chủ tịch ra mặt, nếu không để tôi xem thử ai dám sa thải chúng tôi. Đám quản lý cấp cao sau lưng Vũ Văn Bân phẫn nộ chỉ vào mũi Lạc Bân quát, ánh mắt đầy căm thù. Vũ Văn Bân cũng không nói gì. Anh ta vẫn nhìn Lạc Bân cười cười. Lần đầu tiên Lạc Bân phải chịu áp lực lớn thế này, thậm chí ông ta còn có ý định trốn tránh nhưng lại nghĩ đã đến nước này rồi, nếu trốn thật thì mọi cố gắng đều đổ sông đổ biển. Câm mồm hết cho tôi. Lạc Bân chợt quát lên. Mắt Lạc Bân đỏ hoe,
giống lên, tôi đồng ý là các ông đã cống hiến rất nhiều cho tập đoàn nhưng những năm gần đây, các ông không tự biết mình đã nhận lại được bao nhiêu à? Tôi không được lâu năm như các ông nhưng vậy thì sao? Từ khi tôi đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, ngoài tiền lương và tiền phúc lợi ra, tôi chưa bao giờ lấy thêm một đồng nào của công ty. Các ông là một đám sâu mọt, nếu không xử lý sạch sẽ, một ngày nào đó tập đoàn này sẽ bị hủy hoại trong tay các ông. Hôm nay ông phải xin lỗi, nếu không đừng trách sao tôi không khách sáo. Đám quản lý cấp cao sau lưng Vũ Văn Bân gào giống tức giận. Khó khăn lắm mới chộp được cơ hội bật lại Lạc Bân, đâu thể bỏ qua dễ dàng thế được. Nhưng điều khiến họ phải thất vọng đó là Lạc Bân không hề hoảng loạn mà ngược lại còn cười mỉa. Các ông đúng là một đám mặt dày, kiện tôi tội phỉ báng. Được thôi, các ông cứ việc kiện thoải mái, để tôi xem thử lúc tôi đưa bằng chứng cho cơ quan giám sát rồi thì ai thoát được. Lạc Bân cười mỉa như thể không hề sợ hãi. Đám quản lý cấp cao đang hống hách chợt cứng đờ. Nhìn bộ dạng bình tĩnh của Lạc Bân, bọn họ không biết Lạc Bân có đang nói thật không. Thân là quản lý cấp cao của tập đoàn, họ không thể bị điều tra được. Nếu Lạc Bân có chứng cứ sai phạm của họ, đừng nói là kiện Lạc Bân tội phỉ báng, sợ là chưa kịp tìm luật sư là đã bị ông ta tiễn đi bóc lịch trong tù rồi. Ông chỉ mạnh miệng thôi, nếu ông có chứng chứ thật thì sao phải chịu đựng đến giờ. Đúng lúc này, Vũ Văn Bân cười mỉa nói. Lòng Lạc Bân trầm xuống, đúng là ông ta không có chứng cứ gì có thể chứng minh những sai phạm của đám người đó, ông ta chỉ mạnh miệng mà thôi. Nhưng không ngờ lại bị Vũ Văn Bân biết được. Cậu Bân nói đúng đó, nếu ông có chứng cứ thật thì sao phải chờ đến bây giờ? Đám quản lý cấp cao sau lưng Vũ Văn Bân cười mỉa nói. Nhưng mới vừa dứt câu, vài cán bộ mặc đồng phục đã xuất hiện. Chúng tôi nhận được đơn kiện một bộ phận quản lý cấp cao của tập đoàn Nhạn Thanh lạm dụng chức quyền nhận hối lộ, làm việc phi pháp, hơn nữa còn chiếm đoạt tài sản công ty. Cán bộ đi đầu lạnh giọng nói, sau đây tôi sẽ đọc tên. Phiền mọi người đi theo chúng tôi để tiếp nhận điều tra. Làm cậu thất vọng rồi. Khoảnh khắc khi các cán bộ xuất hiện, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Đặc biệt khi họ nói các quản lý cấp cao của tập đoàn Nhạn Thanh phải tiếp nhận điều tra, đám người sau lưng Vũ Văn Bân run lẩy bẩy. Vũ Văn Bân nhíu chặt mày, cuối cùng gương mặt bình tĩnh đó cũng bắt đầu thấy lo lắng. Thậm chí Lạc Bân cũng thấy bất ngờ. Ông ta chỉ mạnh miệng thôi nhưng không ngờ cán bộ lại đến điều tra thật. Chẳng lẽ do Dương Thanh làm? Nghĩ đến đây, Lạc Bân nhìn sang Dương Thanh, chỉ thấy anh bình tĩnh ngồi đó cầm điện thoại. Trong mắt Vũ Văn Bân ánh lên tia lạnh lẽo, nhìn thoáng qua Dương Thanh. Cán bộ đi đầu đọc liên tục mười mấy cái tên mới dừng. Nhưng điều làm mọi người sợ hãi đó là tất cả những người đó đều thuộc nhóm quản lý cấp cao không tham gia buổi họp hôm nay. Cũng chính là đám người đang đứng sau lưng Vũ Văn Bân. Tài khoản ngân hàng của các ông đã bị khóa, tất cả bất động sản và xe đã bị tòa án niêm phong. Bây giờ mời các ông đi theo chúng tôi để điều tra. Cán bộ lạnh lùng nói, mặt không hề có cảm xúc. Đám người bị gọi tên mặt xanh mét, người sụi lơ. Ngay sau đó, một nhóm cán bộ điều tra xông thẳng vào phòng họp, dẫn đám người đó đi. Xin lỗi đã làm phiền. Sau khi làm xong, cán bộ đi đầu nhìn Lạc Bân gật nhẹ đầu, ánh mắt khá kính trọng. Dứt lời, người đó xoay người rời khỏi đây. Lạc Bân ngơ ngác, hình như cán bộ mới chào mình đúng không? Chào thì chào nhưng sao ánh mắt người đó lại tỏ ra kính trọng thế nhỉ? Bỗng nhiên Lạc Bân nghĩ đến chuyện gì đó, ông ta thấy khiếp sợ. Ông ta không hề biết cán bộ đó, hơn nữa địa vị của ông ta chưa đủ để cán bộ điều tra phải cúi chào. Chỉ có một khả năng. Người đi đầu đang chào hỏi Dương Thanh, thể hiện sự kính trọng với cậu ấy. Nghĩ đến đây, Lạc Bân càng sợ hơn. Bỗng chốc, phòng họp rộng lớn yên tĩnh trở lại. Sau lưng Vũ Văn Bân không còn một bóng người, mặt anh ta cũng cực kỳ khó coi. Vốn dĩ anh ta dẫn người đến để ra oai với Dương Thanh nhưng không ngờ chưa kịp ra oai, người của mình đã bị tống vào tù. Anh ta quá hiểu đám quản lý cấp cao đó là người thế nào, bị điều tra viên dẫn đi. Sợ là tội danh đã được chứng thực, muốn cứu cũng không cứu ra được. Thế chẳng phải sau này anh ta không còn quyền khống chế tập đoàn Nhạn Thanh nữa à? Nghĩ đến đây, anh ta cực kỳ phẫn nộ nhưng thân là người thừa kế của gia tộc Vũ Văn, anh ta phải bình tĩnh. Lúc nóng giận là lúc dễ mất khôn nhất. Vũ Văn Bân lặp đi lặp lại câu này. Sếp Lạc, sau này chúng ta còn gặp nhau nữa.
Vũ Văn Bân nhìn Lạc Bân chằm chằm, cười cười nói. Dứt lời, anh ta xoay người đi. Biết Vũ Văn Bân đã đi rồi, Lạc Bân như chút được gánh nặng, nhưng áp lực vẫn không hề giảm đi chút nào. Đặc biệt là câu sau này còn gặp nhau nữa anh ta nói trước khi đi, rõ ràng là đang nói rằng chuyện này chưa kết thúc đâu. Tan họp. Lạc Bân tuyên bố tan họp. Sau khi dẫn Dương Thanh về lại phòng tổng giám đốc, Lạc Bân mới ngồi xuống thở hì hục. Bắt đầu từ khoảnh khắc Vũ Văn Bân xuất hiện, ông ta cố ra vẻ bình tĩnh. Bây giờ đã về đến văn phòng rồi, ông ta mới thả lỏng. Một lúc lâu sau, ông ta mới bình thường trở lại, nhìn Dương Thanh với ý xin lỗi, chủ tịch, tôi đã làm cậu thất vọng rồi. Người muốn lấy mạng mày. Dương Thanh lắc đầu cười khẽ nói, tôi khá ngạc nhiên khi ông có thể đứng vững trước áp lực của Vũ Văn Bân, ít nhất không cần tôi phải ra mặt nên tôi rất hài lòng. Lạc Bân cười chua xót, nếu không nhờ chủ tịch chuẩn bị, e là tôi không thể đấu lại Vũ Văn Bân. Dương Thanh chỉ cười cười, hiển nhiên đang ngầm thừa nhận chuyện cán bộ điều tra là do anh sắp xếp. Lúc trước ép Phó Tổng Giám đốc Tống Húc Dương rời khỏi tập đoàn Nhạn Thanh, Dương Thanh đã cho Mã Siêu đi theo dõi. Tống Húc Dương là Phó Tổng Giám đốc của tập đoàn, ông ta mới là cầu nối giữa gia tộc Vũ Văn và tập đoàn, đồng thời cũng là người vận chuyển lợi ích trực tiếp. Tất cả những chứng cứ trong tay ông ta đủ để bắt gọn hết phe phái của Vũ Văn Bân. Dưới sự ép buộc của Mã Siêu, Tống Húc Dương không thể phản kháng nổi, ngoan ngoãn đi theo Mã Siêu ra tự thú, giao hết tất cả chứng cứ phạm tội cho phía cơ quan điều tra. Sau đó mới có cảnh tượng điều tra viên đến phòng họp dẫn người đi. Cùng lúc đó, một chiếc Bentley màu đen từ từ rời khỏi tập đoàn Nhạn Thanh. Một người trẻ tuổi đang ngồi ghế sau chiếc Bentley nhưng giờ đây mặt anh ta cực kỳ dữ tợn. Khốn khiếp, em trai ngoan của tôi, cậu là người đầu tiên dám tống người của tôi vào tù đấy. Vũ Văn Bân nghiến răng nói, sát khí lập lòe. Cậu chủ Bân, có cần tôi ra tay không? Lúc này, vệ sĩ cường tráng ngồi ghế phụ bỗng trầm giọng nói. Vũ Văn Bân nhìn gã ta, sắc mặt dần bình thường trở lại, nói, Hắc Tháp, hẳn anh cũng biết cái giá phải trả là gì. Nghe vậy, Hắc Tháp lạnh lùng nói, cậu chủ Bân yên tâm, đương nhiên tôi biết cái giá phải trả khi ra tay, dù sao cậu ta cũng đang chảy dòng máu của gia tộc Vũ Văn. Nếu muốn ra tay thì phải giết ngay, chuyện này mà lộ ra sẽ liên lụy đến cậu chủ Bân. Anh đã biết mà vẫn kiên quyết muốn ra tay à, Vũ Văn Bân hỏi. Hắc Tháp ngập tràn ý chí chiến đấu, ánh mắt kiên quyết, đương nhiên kiên quyết. Được, nếu đã vậy thì anh ra tay đi, mặt Vũ Văn Bân dần giữ tợn hẳn lên. Thề cống hiến sức lực cho cậu chủ Bân. Giọng Hắc Tháp vang như sấm. Thân là người thừa kế gia tộc Vũ Văn, thực lực của vệ sĩ bên cạnh anh ta sẽ kinh khủng đến nhường nào. Không phải Vũ Văn Bân không muốn ra tay với Dương Thanh, chỉ có điều một khi chuyện này mà lộ ra thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Bên kia, Dương Thanh đã rời khỏi tập đoàn Nhạn Thanh. Hiện giờ những chướng ngại trong tập đoàn đã được quét dọn sạch sẽ, mặc dù tạm thời việc phát triển sẽ bị trì trệ nhưng danh tiếng tập đoàn đã vươn xa, cộng thêm tài năng kinh doanh Lạc Bân, anh tin không lâu nữa tập đoàn sẽ trạng thái đỉnh cao. 6 giờ tối, Dương Thanh nhận được cuộc gọi hẹn đi ăn của Hàn Phi Phi. Anh Thanh, báo cho anh một tin vui, em đã đậu phỏng vấn rồi, sau này sẽ là nhân viên của tập đoàn Nhạn Thanh. Mới gặp Dương Thanh, Hàn Phi Phi kích động nói. Dương Thanh cười nói, vậy chúng mừng em. Đương nhiên anh sẽ không nói với Hàn Phi Phi rằng vị trí cô ta mới ứng tuyển không phải một nhân viên nhỏ bé dưới đáy mà là thư ký tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Thanh. Người Dương Thanh có thể tin tưởng không nhiều, nhưng nhà họ Hàn ở Giang Bình lại là một gia tộc đáng để tin cậy, bản thân Dương Thanh cũng khá thân với Hàn Khiếu Thiên. Hàn Phi Phi là cháu gái được Hàn Khiếu Thiên thương yêu nhất, đương nhiên đáng để tin. Nếu được đào tạo bài bản thì có thể Phi Phi sẽ trở thành cánh tay đắc lực của anh. Sau khi hai người ăn cơm xong, trời đã tối hẳn. Dương Thanh đưa Hàn Phi Phi đến cổng Đại học Yến Đô, cười nói, em vào đi, anh cũng đi đây. Đúng lúc này, luồng sát ý kinh người chợt ập đến. Dương Thanh thấy sống lưng mình lạnh toát, anh không hề do dự giơ tay ôm Hàn Phi Phi vào lòng như một phản xạ có điều kiện. Hàn Phi Phi chỉ thấy hoa mắt. Bị một cơ thể cường tráng ôm vào lòng, chân nhấc lên khỏi mặt đất, rời khỏi chỗ cô ta đang đứng. Rầm. Khoảnh khắc khi hai người rời khỏi đấy, chỗ Hàn Phi Phi mới vừa đứng chợt xuất hiện một bóng dáng cao to như tháp sắt. Mà sàn lót thạch anh dưới chân gã ta lại yếu ớt như pha lê,
trong nháy mắt đã vỡ thành mấy chục mảnh. Lúc này, mắt gã ta đỏ tươi như thú dữ, nhìn Dương Thanh chằm chằm. Mày là ai? Dương Thanh nhíu mày hỏi. Tao là người muốn lấy mạng của mày. Đối phương liếm đôi môi đỏ tươi, giây tiếp theo chân vừa chuyển động, mặt đất lập tức vỡ vụn bụi bay tung tóe. Bóng gã ta biến mất tại chỗ, nhắm thẳng về phía Dương Thanh. Em chưa chết. Hàn Phi Phi mặt xanh mét, hé miệng, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Dương Thanh cũng nghiêm túc hẳn lên, chỉ trong nháy mắt gã đô con này đã xuất ra khí thế cực kỳ kinh người. Anh đã từng đánh nhau với Đông Tà nhưng sợ rằng lão ta cũng không phải đối thủ của người trước mặt. Đông Tà đã từng là cao thủ top 3 nhà họ Hoàng nhưng thực lực của người trước mặt không hề kém cạnh Đông Tà, có khi nào gã đô con này là cao thủ của 8 gia tộc lớn ở Yến Đô hoặc Hiệp hội Võ thuật không? Trong số những gia tộc có hiềm khích với anh, ngoài nhà họ Hoàng, nhà họ Diệp ra thì có gia tộc Vũ Văn và Hiệp hội Võ thuật. Nhà họ Hoàng mới vừa thần phục anh và nhà họ Diệp đã bí mật thỏa thuận hợp tác. Còn về Hiệp hội Võ thuật, họ khá hoành hoang và thường mặc đồng phục của Hiệp hội. Nhưng gã đô con trước mặt không mặc đồng phục Hiệp hội. Nếu thế thì chỉ có thể là cao thủ gia tộc Vũ Văn, hơn nữa còn là cao thủ xếp hạng cực cao trong gia tộc. Cút! Trong chớp nhoáng, gã đô con đã xông tới trước mặt Dương Thanh. Dương Thanh gầm lên đánh một quyền. Cơ thể đang vọt về phía Dương Thanh đứng sững lại, bỗng có một sức mạnh cực đại ập vào ngực gã ta, chỉ thấy gã ta bay thẳng ra như viên đạn. Hàn Phi Phi nhìn mà ngơ ngác, cô ta biết Dương Thanh rất mạnh nhưng chưa bao giờ thấy Dương Thanh kinh khủng đến vậy. Mới một chiêu mà đã đánh cao thủ Yến Đô văng 7-8 mét. Khoảnh khắc khi gã đô con bị chiêu của Dương Thanh đánh trúng, gã ta kinh hãi đến cực điểm. Thân là một trong số những cao thủ đứng top của gia tộc Vũ Văn, họ hoàn toàn có thể tung hoành ở Yến Đô này. Bây giờ lại bị một người mới hơn 20 tuổi đánh bay 7-8 mét. Đứng trước mặt cao thủ chân chính, dù có là cao thủ của 8 gia tộc lớn ở Yến Đô thì cũng thế thôi đúng không? Gã ta không phải ai xa lạ mà chính là Hắc Tháp đã tự động xin đi giết Dương Thanh. Cũng là cao thủ bên cạnh Vũ Văn Bân. Đến giờ phút này Hắc Tháp mới nhận ra cậu chủ của mình chẳng biết gì về Dương Thanh cả, hoặc có biết thì cũng chỉ biết thông tin bề nổi thôi. Người thế này, Vũ Văn Bân không nên động vào thì tốt hơn, không thì thể nào cũng chuốc vạ vào thân. Cút về nói với Vũ Văn Bân rằng nếu còn dám đến làm tôi ngứa mắt thì dù anh ta có là người thừa kế của gia tộc Vũ Văn, tôi vẫn giết anh ta như thường đấy. Khi Hắc Tháp đang kinh hãi thì Dương Thanh đã bước đến chỗ gã ta, đứng từ trên cao nhìn xuống nói. Ánh mắt đó lạnh lẽo vô cùng, giống như đang nhìn xác chết. Điều làm Hắc Tháp ngạc nhiên hơn nữa là Dương Thanh biết gã ta là người của Vũ Văn Bân. Trong chớp mắt, gã ta thu hồi cảm xúc trong mắt nhưng lại bị Dương Thanh bắt được. Ban nãy Dương Thanh chỉ thử thôi nhưng không ngờ đối phương lại là người của Vũ Văn Bân thật, sát ý chợt nồng hơn. Hắc Tháp ý thức được mình đã bị lộ. Âm thầm hối hận nhưng hối hận cũng đã muộn. Gã ta bò dậy nhìn Dương Thanh thật kỹ rồi xoay người rời đi. Gã ta mới đi được vài bước, ánh mắt chợt kiên quyết, dậm chân một cái, chỉ để lại bóng hình mờ nhạt, nhắm thẳng về phía Hàn Phi Phi. Mọi thứ quá bất ngờ, Dương Thanh không ngờ anh đã tha cho đối phương mà đối phương lại dám động vào Hàn Phi Phi. Không phải muốn chết thì là gì? À! Hàn Phi Phi hét lên. Sợ hãi run rẩy nói, anh định làm gì? Mày lùi ra đi. Hắc Tháp không trả lời cô ta mà nói với Dương Thanh. Mắt Dương Thanh lóe sát khí, anh nheo mắt nói, tao cho mày con đường sống, mày định từ bỏ à? Câm miệng. Hắc Tháp quát lên, chắc mày cũng biết, nếu tao muốn lấy mạng của con nhóc này thì dễ như trở bàn tay. Nếu mày đã biết tao là người của cậu Bân thì cũng hiểu mục tiêu của tao là mày. Bây giờ mày đi theo tao một chuyến. Nếu không tao sẽ giết cô ta ngay. Hắc Tháp cực kỳ kiên quyết, không hề sợ hãi chút nào. Dương Thanh có thể cảm giác được nếu anh không đồng ý, Hắc Tháp sẽ giết Hàn Phi Phi thật. Khi người này đến tìm mình thì đã không hề có ý định sẽ sống sót trở về. Vũ Văn Bân cũng hay đấy, có người nguyện chết vì mình. Anh Thanh, anh đừng lo cho em. Nếu anh đi với anh ta, chắc chắn anh ta sẽ không tha cho anh đâu, em cũng phải chết thôi. Hàn Phi Phi chợt hét lên, dù đã sợ phát run nhưng lại bảo Dương Thanh đừng lo cho cô ta. Câm miệng. Hắc Tháp gầm lên, tay phải bóp cổ Hàn Phi Phi. Hàn Phi Phi im bặt, vẻ mặt đau khổ nhưng ánh mắt lại không sợ hãi chút nào.
Cô ta không ngừng ra hiệu cho Dương Thanh, giống như đang nói đừng lo cho em. Bỗng nhiên Hắc Tháp cảm thấy người mình ớn lạnh, bởi vì chỉ trong chớp mắt, Dương Thanh đang đứng cách đó mười mấy mét tự dưng biến mất. Mùi của cái chết tràn ngập khắp cơ thể. Lông tơ Hắc Tháp dựng đứng, dường như sát ý của Dương Thanh đang ngập tràn khắp nơi. Gã ta không hề do dự, siết bàn tay đang bóp cổ Hàn Phi Phi. Nếu chết thì cũng phải kéo theo một người lót lưng. Ngay khi bàn tay đó siết lại, Hàn Phi Phi cảm nhận được sinh mệnh mình sắp kết thúc, rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu cô ta. Chỉ có khoảnh khắc cận kề cái chết, cô ta mới biết mình luyến tiếc thế giới này đến nhường nào. Cô ta chưa kịp yêu ai, chưa kịp kết hôn sinh con, chưa kịp trải nghiệm thế giới muôn màu muôn vẻ. Nhưng mọi thứ đã muộn rồi. Bỗng cô ta thấy tim mình đau nhói, Dương Thanh thà để cô ta chết, quyết không thỏa hiệp đi theo gã đô con này à. Tuy nhiên cô ta cũng hiểu, một khi Dương Thanh thỏa hiệp thì anh chỉ còn con đường chết. Nhưng cô ta vẫn thấy cực kỳ thất vọng. Cô ta nhắm mắt, nước mắt tuôn rơi. Rắc. Đúng lúc này, tiếng gãy xương chợt vang lên. Mình bị bẻ cổ rồi à, đã chết rồi sao? Sao không thấy đau nhỉ? Chẳng lẽ lúc con người ta chết sẽ không thấy đau à? Hàn Phi Phi nhắm chặt mắt không dám mở, liên tục đặt câu hỏi. Phi Phi, em có sao không? Bỗng nhiên giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Hàn Phi Phi mở choàng mắt thì thấy Dương Thanh đang đứng đối diện mình, ánh mắt đầy quan tâm. Em chưa chết à? Lúc này Hàn Phi Phi mới ý thức được hình như mình vẫn còn sống, cô ta bật khóc vì sung sướng, nước mắt lã chã. Đã lâu không gặp, thấy Hàn Phi Phi vui phát khóc, trong mắt Dương Thanh tràn ngập sự áy náy. Đương nhiên em còn sống rồi, Dương Thanh ôn hòa nói. Nghe thấy giọng Dương Thanh, rốt cuộc Hàn Phi Phi cũng chắc chắn rằng mình vẫn còn sống. Cô ta lập tức kích động nhào vào lòng anh, mừng rỡ nói, tốt quá. Em còn sống kìa. Tay Dương Thanh lập tức cứng đờ, cảm nhận cơ thể mềm mại đang áp vào người mình, thấy rất mất tự nhiên. Một lúc lâu sau, Hàn Phi Phi mới bình tĩnh lại, vội rời khỏi người Dương Thanh, khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng. Anh Thanh, tên khốn vừa nãy đâu ạ? Hàn Phi Phi nhìn đông ngó tây, ra vẻ bình tĩnh, lảng sang chuyện khác. Dương Thanh mỉm cười, đương nhiên là đã bị anh đuổi đi rồi. Vừa nãy Dương Thanh đã bẻ gãy cổ Hắc Tháp, xác gã ta đã bị Mã Siêu đang núp trong bóng tối đưa đi. Thế thì tốt. Hàn Phi Phi nghĩ vẫn còn sợ, anh Thanh, hôm nay anh đắc tội với Tống Lỗi, chú của Tống Lỗi là phó tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Thanh, chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua cho anh. Không chừng chính gia tộc Vũ Văn đã cử tên khốn vừa nãy tới đây để báo thù cho Tống Lỗi đấy. Anh nên nhanh chóng rời khỏi Yến Đô thì hơn, bằng không anh có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Hàn Phi Phi khuyên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ lo lắng. Cô ta vẫn chưa biết chuyện chú của Tống Lỗi đã bị ép đi tự thú, đồng thời phải giao hết chứng cứ phạm tội của những thân tín do Vũ Văn bân bồi dưỡng ra. Tính ra, chú của Tống Lỗi còn giúp Dương Thanh một chuyện lớn. Đương nhiên, Dương Thanh sẽ không cho Hàn Phi Phi biết những chuyện này. Hình như vừa rồi, vì anh đang đứng cạnh Hàn Phi Phi nên Hắc Tháp mới bắt cô ta làm con tin để uy hiếp anh mà thôi. Nếu để Hàn Phi Phi biết nhiều hơn thì cô ta sẽ càng gặp nguy hiểm. Em yên tâm, sau khi xử lý chuyện ở Yến Đô xong, anh sẽ về, cũng nhanh thôi. Dương Thanh mỉm cười, em mau về đi. Sau khi tạm biệt Hàn Phi Phi, một chiếc Maybach đỗ bên cạnh Dương Thanh. Tài xế là Mã Siêu, sau khi Dương Thanh lên xe, Mã Siêu nói luôn, anh Thanh, em đã điều tra rõ rồi, tên vừa ra tay với anh là Hắc Tháp một vệ sĩ bên cạnh Vũ Văn Bân. Tên này được xem như tử sĩ do Vũ Văn Bân bồi dưỡng, từng giết rất nhiều người cho anh ta. Hơn nữa, Hắc Tháp không phải tử sĩ duy nhất mà Vũ Văn Bân có. Trước đó Dương Thanh đã đoán được chuyện này, kết quả điều tra của Mã Siêu càng khẳng định điều đó hơn. Nhưng Dương Thanh khá bất ngờ khi biết bên cạnh Vũ Văn Bân vẫn còn tử sĩ khác. Anh ta không thể tự bồi dưỡng tử sĩ được, xem ra có ai đó đang âm thầm giúp Vũ Văn Bân. Trong mắt Dương Thanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, anh cười lạnh, người anh trai này của tôi hấp tấp thật đấy. Mã Siêu cũng cười, anh ta thấy anh thực sự có thể uy hiếp đến địa vị của anh ta. Dương Thanh cười khẩy, chỉ là vị trí chủ gia tộc Vũ Văn mà thôi, tôi vẫn chưa coi vào đâu hết. Nếu anh ta đã sợ tôi cạnh tranh với anh ta đến vậy, tôi sẽ nghiêm túc chơi cùng anh ta. Anh Thanh định thừa kế chức chủ gia tộc Vũ Văn à? Mã Siêu hỏi.
Dương Thanh lắc đầu, cũng không giải thích gì thêm, chỉ nói, đến Club Phương Thành đi. 20 phút sau, một chiếc Maybach màu đen chậm rãi ngừng ở cửa Club Phương Thành. Hai thanh niên lần lượt bước xuống xe. Người dẫn đầu có vóc dáng cao ráo, mặc áo khoác đen, đi giày quân đội cổ cao, khí chất lạ thường. Người đi sau trông rất vạm vỡ, để tóc ngắn gọn gàng, trong mắt tràn ngập vẻ kiêu ngạo, như một tòa tháp sắt sau lưng cậu thanh niên phía trước. Nam nữ trẻ tuổi đang đi lại ở cửa Club Phương Thành đều thi nhau nhìn về phía hai người kia, rất nhiều cô gái xinh đẹp quan sát cậu thanh niên dẫn đầu bằng ánh mắt mập mờ. Đương nhiên hai thanh niên này chính là Dương Thanh và Mã Siêu. Club Phương Thành. Dương Thanh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu đèn LED lớn ở cửa, đọc mấy chữ trên đó lên. Mã Siêu cũng nhìn bảng hiệu rồi bật cười, một club mà cũng dám xưng là Vương Thành, đúng là không biết tự lượng sức. Chẳng biết chủ của club này là ai. Dương Thanh mỉm cười, lát nữa cậu sẽ biết. Mẹ, thằng ngu kia tới từ đâu đấy, dám bảo ông chủ của bọn tao không biết tự lượng sức mình à. Tiếng quát tức giận và lạnh lùng bỗng vang lên sau lưng họ. Ngay sau đó, một thanh niên đầu chọc bước đến, nét mặt rất dữ tợn, sau lưng gã còn có mấy người nữa với dáng vẻ côn đồ. Họ bao vây Dương Thanh và Mã Siêu lại, rõ ràng không hề có ý tốt. Mã Siêu nhíu mày, đang định ra tay thì bị Dương Thanh ngăn cản. Dương Thanh cười híp mắt, nhìn tên chọc miệng trên người bọn tao, nói thế nào cũng là chuyện của bọn tao, liên quan tới chúng mày chắc. Hiếm khi Dương Thanh vui nên mới nói với tên chọc mấy lời nhảm nhí này. Tên chọc tức giận nói, thằng nhãi, mày biết đây là đâu không? Miệng trên người mày thật đấy, nhưng nói xấu ông chủ chúng tao ở ngay địa bàn của anh ấy là không được rồi. Tao mới bảo ông chủ bọn mày không biết tự lượng sức mình thôi, thế đã là nói xấu rồi à? Dương Thanh mỉm cười, không đợi tên chọc đáp lời mà dí dỏm nói luôn, nếu tao bảo ông chủ bọn mày là con riêng, là thằng hèn thì mới xem như nói xấu chứ. Nghe thấy thế, sắc mặt tên chọc thay đổi ngay, khuôn mặt dữ tợn giật giật mấy lần. Mẹ kiếp, mày muốn chết à, dám nói xấu ông chủ bọn tao. Các anh em, lên, giã cho nó một trận ra trò. Tên chọc vung tay lên, 5-6 thanh niên sau lưng gã thi nhau lao về phía Dương Thanh. Lần này Mã Siêu đã hành động, cơ thể anh ta bỗng nhoáng lên. Tên chọc chưa kịp phản ứng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, 5-6 thanh niên sau lưng gã đã bị Mã Siêu đánh văng đi như quả bóng. Họ đều ngã xuống đất, không sao gượng dậy được. Nếu Mã Siêu không nương tay, đám người này đã đi gặp Diêm Vương với Hắc Tháp luôn rồi. Nét mặt tên chọc lập tức cứng đờ, hơi há hốc miệng, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Những người đang vây xem cũng như vừa gặp ma vậy. Bây giờ tao nói xấu ông chủ của mày, mày còn dám ra mặt thay anh ta nữa không? Dương Thanh mỉm cười vô hại, nhìn tên chọc. Tên chọc run rẩy, rõ ràng trong mắt vẫn còn sự sợ hãi, nhưng gã lại nói một câu khiến Dương Thanh bất ngờ, cho dù mày giết tao, nếu mày dám nói xấu ông chủ tao thì tao vẫn phải ngăn cản. Mày biết mày đang nói chuyện với ai không? Tao có thể giết mày chỉ bằng câu nói này của mày đấy, nhưng chết thế rất uổng. Mã Siêu đứng cạnh Dương Thanh, lạnh lùng nhìn tên chọc. Tên chọc cắn răng, đã ra xã hội lăn lộn rồi, sớm muộn gì cũng phải trả giá thôi. Ông chủ có ơn tái tạo với tao, nếu tao không giữ được danh dự cho ông chủ, chết có gì đáng sợ chứ? Dương Thanh khá tán thưởng tên chọc này, không ngờ gã cũng có tình có nghĩa. Được rồi, bọn tao không định giết mày, cũng không định làm khó mày đâu. Báo cho ông chủ mày một tiếng, bạn cũ của anh ta Dương Thanh tới rồi. Dương Thanh cười nói. Sau đó anh đi thẳng vào Club Phương Thành, tên chọc kinh ngạc nhìn bóng lưng Dương Thanh, muốn ngăn cản nhưng không đủ sức. Gã nghĩ ngợi rồi lập tức gọi điện thoại, ông chủ, có một người tên Dương Thanh, tự xưng là bạn cũ của anh tới ạ. Dương Thanh và Mã Siêu đã bước vào Club Phương Thành. Không hổ là club cao cấp nhất Yến Đô, bên trong trang hoàng rất lộng lẫy, hơn xa những club ở Giang Hải. Anh Thanh, anh quen ông chủ của club này à? Mã Siêu nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, mở miệng hỏi. Dương Thanh gật nhẹ đầu, vừa quan sát xung quanh vừa tùy ý nói, tính ra tôi phải gọi anh ta là anh họ. Sao cơ? Nghe thấy Dương Thanh nói thế, Mã Siêu sững sờ. Dương Thanh thôi cười, ánh mắt trở nên rất phức tạp. Mở miệng nói, anh ta cũng giống tôi, là con riêng của gia tộc Vũ Văn, con của anh cả người kia. Mã Siêu không nói gì nữa, có vẻ hơi kinh ngạc.
Đương nhiên người kia mà Dương Thanh nhắc đến chính là bố ruột của anh, chủ gia tộc Vũ Văn đương nhiệm Vũ Văn Cao Dương. Nhà quyền thế nhất Yến Đô loạn thật đấy. Mã Siêu thầm nghĩ vậy. Đúng lúc này, tiếng cười sang sảng vang lên, Dương Thanh, đã lâu không gặp. Sàn boxing ngầm. Dương Thanh và Mã Siêu đồng loạt quay lại, trông thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi đang bước về phía mình. Người đàn ông mặc sơ mi hoa sặc sỡ, tóc vuốt bóng lột, mỉm cười thoải mái, có vẻ bất cần đời. Nhưng Dương Thanh biết đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi, thật ra dã tâm của người đàn ông này rất lớn. Người đàn ông này không phải ai khác, chính là Vương Thành, tính ra hắn ta còn là anh họ Dương Thanh. Giống với Dương Thanh, hắn ta theo họ mẹ. Có một người đàn ông đầu chọc đang đi theo Vương Thành, đó chính là kẻ vừa xung đột với đám Dương Thanh ở cửa club. 18 năm không gặp, tới khi gặp lại, anh có thể nhận ra tôi luôn, đúng là trí nhớ tốt nhỉ. Dương Thanh cười híp mắt, nhìn chằm chằm vào Vương Thành, nói bằng giọng nghiền ngẫm. Ha ha! Vương Thành phá lên cười, bước tới trước, nhiệt tình kéo tay Dương Thanh đi vào trong club, vừa đi vừa nói, tôi không có bản lĩnh gì khác, nhưng lại rất giỏi nhận biết mọi người. Hơn nữa, cậu cũng đã nói với người của tôi rằng cậu tên Dương Thanh. Dương Thanh cười cười, cũng không vạch trần. Tên này giấu rất kỹ, có lẽ hắn ta đã biết những chuyện mà anh làm ở Giang Hải rồi. Trong gia tộc Vũ Văn có rất nhiều bề dưới trẻ tuổi, nhưng Dương Thanh không quen biết mấy, Vương Thành được xem như một trong số những người mà anh quen. Có lẽ do hai người có cùng cảnh ngộ nên quan hệ hồi bé cũng khá tốt. Về sau, bố Vương Thành âm thầm đưa cho mẹ hắn ta một khoản tiền, để mặc họ phát triển ở Yến Đô. Còn Dương Thanh thì không may mắn như Vương Thành, anh và mẹ bị đuổi khỏi gia tộc, thậm chí ép rời khỏi Yến Đô. Họ còn đe dọa mẹ con anh rằng suốt đời này không được bước vào Yến Đô nữa. Cậu cảm thấy club Vương Thành này của tôi thế nào? Vương Thành dẫn Dương Thanh đi từ tầng 1 lên tầng cao nhất, đưa anh tham quan hết tất cả các tầng. Mấy trò giải trí ở các tầng không giống nhau, hơn nữa tầng càng cao thì các trò đó càng mập mờ, cấp bậc của khách hàng được tiếp đãi cũng có sự khác biệt. Dương Thanh gật đầu, mỉm cười, không tồi đâu, nhưng hình như anh quên dẫn tôi đến một chỗ rồi. Vương Thành sững sờ rồi lập tức phá lên cười, có lẽ cậu còn hiểu club Vương Thành này hơn cả chủ nhân của nó là tôi đấy. Từ ngày đầu tiên rời khỏi biên giới phía Bắc, Dương Thanh đã bắt đầu cho người điều tra mọi chuyện về gia tộc Vũ Văn. Anh vốn định đối phó với gia tộc Vũ Văn, nên cũng tìm hiểu rõ từng người trong gia tộc. Tuy club này có vẻ đơn giản nhưng thật ra lại có một sàn boxing ngầm, trong Vương Thành cũng có rất nhiều cao thủ. Có lẽ ngay cả gia tộc Vũ Văn cũng không biết rốt cuộc Vương Thành đã âm thầm bồi dưỡng bao nhiêu cao thủ. Người ngoài chỉ biết club Vương Thành có một sàn boxing ngầm, chỉ nghĩ đơn giản đó là nơi cá cược. Xuống đó đi một vòng nhé. Vương Thành cười hỏi. Dương Thanh cũng cười theo, nếu đã tới đây, đương nhiên phải xuống đó rồi. Vương Thành dẫn Dương Thanh và Mã Siêu vào thang máy riêng trên tầng cao nhất rồi xuống thẳng sàn boxing ngầm. Vừa vào sàn boxing, tiếng hoan hô và hò hét vang dội đã ập đến. Nhìn bố cục của sàn đấu, chắc Vương Thành đã nối ba tầng dưới cùng của club lại với nhau, cải tạo thành một căn phòng rất rộng. Trong căn phòng này như một sân vận động cỡ nhỏ, chính giữa là sàn đấu, xung quanh là những hàng ghế xếp tầng theo hình tròn như ở sân vận động. Tôi đến giúp anh. Lúc này, hai tay đấm vạm vỡ đang vật lộn trên sàn. Điều khiến Dương Thanh bất ngờ chính là tuy hai tay đấm này không cầm vũ khí, chỉ mặc mỗi quần đùi nhưng lại ra tay rất tàn nhẫn. Phải biết rằng trong những trận boxing quốc tế, tay đấm đều đeo găng để giảm bớt sức sát thương khi đánh lên người đối thủ. Còn ở đây, tay đấm không dùng đồ bảo hộ gì hết, cứ để tay trần rồi điên cuồng vật lộn thôi. Duỳnh duỳnh duỳnh. Đúng lúc này, một tay đấm bỗng bùng nổ, làm mấy cú móc hàm, lần nào cũng trúng cằm đối thủ. Cú đấm cuối cùng lao đến, đối thủ của gã bay lên không trung rồi ngã rầm xuống sàn đấu, bất tỉnh nhân sự. Mặt tay đấm vừa ngã xuống đất đầy máu, khiến người ta không nỡ nhìn. Tay đấm vừa chiến thắng cũng chẳng khá hơn là bao, mắt sưng húp, khóe mắt đang rỉ máu. Ào! Vào giờ phút này, xung quanh sôi trào hết cả lên, người xem phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, mắt đỏ ngầu, vô cùng kích động. Ở đây, trước khi lên sàn đấu, tay đấm phải ký thỏa thuận sinh tử. Vương Thành cười ha hả, có vẻ đã quen với cảnh máu me trên sàn đấu từ lâu. Đúng là kiểu đấu tàn nhẫn và hoang dã nhất.
Dương Thanh nhìn chằm chằm vào người thắng đang lớn tiếng hò hét trên sàn đấu, cảm khái vô cùng. Vương Thành bỗng mỉm cười, thản nhiên nói, cậu không biết được có những ai đang ngồi xem boxing ở đây đâu, tôi có thể nói cho cậu biết, gần như ngành nghề nào cũng có. Không chừng có người là cấp cao của một doanh nghiệp nổi tiếng, bình thường mặc vest đi giày da, chững chạc đàng hoàng, nhưng ở nơi này thì chẳng khác nào kẻ điên, hú hét mỗi khi thấy máu. Cũng có khả năng, một người nào đó trong đây là nữ tổng giám đốc lạnh lùng của tập đoàn, tuy ngày thường lạnh lùng xa cách nhưng ở đây cũng thỏa sức hét lên. Đây chính là nhân tính, ở nơi này, họ có thể thỏa sức chút hết thú tính trong lòng mình. Vương Thành nhã nhặn nói bằng giọng hời hợt. Khiến người ta không tin nổi, một cậu ấm nhã nhặn lại nói những lời như thế. Dương Thanh không nói gì, cũng không phán xét những lời Vương Thành nói. Vì những gì mà hắn ta nói đều là sự thật. 18 năm không gặp, cậu bỗng đến tìm tôi, chắc không chỉ tới thăm tôi đâu nhỉ. Vương Thành bỗng nhìn về phía Dương Thanh, cười nói, tiện tay đưa cho anh một điếu xì gà Cuba loại tốt nhất. Dương Thanh không nhận xì gà, trước giờ tôi không hút thuốc. Vương Thành sững sờ, lập tức mỉm cười lễ độ rồi tự châm xì gà cho mình, rít sâu một hơi, trông rất hưởng thụ. Đúng là nghĩ mãi vẫn không biết được, cuộc sống của loại người như cậu có gì vui thú chứ. Vương Thành nhả khói rồi nói tiếp, đến văn phòng tôi rồi nói sau. Họ nhanh chóng lên đến tầng cao nhất. Cả tầng cao nhất là khu vực tư nhân của Vương Thành, trông rất trống trải, nhưng Dương Thành có thể thoáng cảm nhận được. Ở mấy gian phòng trong cùng có vài hơi thở rất mạnh mẽ. Nói đi, cậu tới Club Vương Thành tìm tôi có chuyện gì? Vương Thành tùy ý tựa vào ghế sofa, mỉm cười nhìn Dương Thanh. Có người của gia tộc Vũ Văn chọc tới tôi, nếu anh ta đã không muốn tôi sống tốt, đương nhiên tôi cũng không thể để anh ta được thoải mái. Tôi đến tìm anh để giúp anh lật đổ anh ta. Không biết anh có hứng thú với vị trí chủ gia tộc Vũ Văn không nhỉ? Dương Thanh cười híp mắt nhìn Vương Thành. Anh không lòng vòng mà nói rõ ý đồ luôn. Vương Thành nhẫn nhịn nhiều năm như thế, Dương Thanh không tin hắn ta thực sự không hứng thú với vị trí người thừa kế của gia tộc Vũ Văn. Muốn từ chối à? Quả nhiên, nghe thấy Dương Thanh nói thế, trên khuôn mặt tươi cười của Vương Thành xuất hiện vẻ kinh ngạc. Dương Thanh, trò đùa này không vui đâu. Vương Thành cười ha hả, nể tình anh em nhiều năm, tôi có thể xem như chưa nghe thấy gì. Nhưng nếu cậu còn nói thế nữa thì tôi không khách khí với cậu đâu đấy. Tuy Vương Thành đang cười nhưng Dương Thanh không hề nghi ngờ về tính chân thực trong lời nói của hắn ta. Nếu anh cam lòng thật thì đã không bồi dưỡng nhiều cao thủ như thế. Dương Thanh nói bằng giọng nghiền ngẫm. Lời anh nói khiến Vương Thành kinh hãi. Những năm gần đây, Vương Thành đã âm thầm bồi dưỡng rất nhiều cao thủ, trừ người thân tín nhất bên cạnh, hắn ta chưa từng nói chuyện này với ai. Không ngờ Dương Thanh lại biết. Dương Thanh, cậu nói linh tinh gì vậy? Nơi đây là Yến Đô, phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, bằng không chết thế nào cũng không biết đâu. Nếu cậu đến thăm tôi thì tôi rất hoan nghênh, nhưng nếu không phải, mời cậu rời khỏi club của tôi ngay lập tức. Mặt Vương Thành lạnh tanh, rõ ràng đã thực sự tức giận. Dương Thanh đến tìm Vương Thành vì muốn giúp hắn ta trở thành người thừa kế của gia tộc Vũ Văn, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc chứ? Nếu anh không muốn thế thì tôi sẽ gọi cho gia tộc Vũ Văn luôn, để báo cho họ biết ở ba tầng ngầm và tầng cao nhất của Club Vương Thành có rất nhiều cao thủ. Dương Thanh bỗng lấy điện thoại ra, giả vờ định gọi điện, đồng thời nói tiếp, anh nói xem, nếu gia tộc Vũ Văn biết tin này thì có cử cao thủ tới đây xem xét không nhỉ? Dầm! Vương Thành nổi giận, bỗng vỗ bàn đứng dậy, trong mắt tràn ngập sự tàn nhẫn. Hắn ta nghiến răng, Dương Thanh, cậu chán sống rồi à? Dương Thanh giang tay ra, nở nụ cười vô lại, anh biết đấy, có chuyện gì mà tôi không làm được đâu. Sốt cuộc cậu muốn làm gì? Tuy Vương Thành tức giận nhưng cũng không làm gì được, nếu Dương Thanh báo cho gia tộc Vũ Văn biết tình hình của Club Vương Thành thật, những gì mà hắn ta dày công sắp đặt bao năm qua sẽ đổ bể hết. Chẳng lẽ tôi chưa nói rõ ư? Tôi muốn giúp anh thay thế Vũ Văn Bân, chỉ vậy thôi, Dương Thanh nghiêm túc nói. Vương Thành cười khẩy, Dương Thanh. Cậu nghĩ tôi là thằng ngu à? Tin hay không tùy anh, nhưng tôi cũng nói với anh thế này, tôi biết rõ tất cả mọi chuyện liên quan tới anh đấy. Dương Thanh mỉm cười, nếu anh không đồng ý, tôi đành nói những gì mà tôi biết cho gia tộc Vũ Văn thôi. Khốn kiếp! Nụ cười trên mặt Vương Thành hoàn toàn biến mất, hắn ta nghiến răng nghiến lợi, đồ khốn, cậu
cậu nghĩ Vương Thành tôi là kẻ dễ bắt nạt à? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn giúp anh lật đổ Vũ Văn Bân thôi, sao anh cứ phải nghĩ tôi có ý đồ khác với anh chứ? Dương Thanh nói với vẻ hơi bất đắc dĩ, chắc anh cũng biết Vũ Văn Bân đã làm những gì sau lưng tôi, nếu anh ta đã sợ tôi cướp hết mọi thứ của anh ta đến thế, tôi sẽ cướp cho anh ta xem, chẳng lẽ có gì không ổn à? Nếu vậy, sao cậu không tự đi tranh giành vị trí người thừa kế đi? Cứ phải kéo tôi vào làm gì, Vương Thành mỉa mai. Rõ ràng hắn ta không hề tin, Dương Thanh thực sự muốn giúp hắn ta trở thành người thừa kế. Điều này cũng rất dễ hiểu, tuy trước kia hai người có quan hệ khá tốt nhưng giờ cũng đã 18 năm, quan hệ đã sớm tan vỡ theo thời gian rồi. Dương Thanh đột ngột xuất hiện, nói rằng muốn giúp hắn ta trở thành người thừa kế của gia tộc Vũ Văn, sao hắn ta có thể tin được chứ? Anh cũng biết đấy, 18 năm trước, gia tộc Vũ Văn đã đuổi mẹ con tôi đi, từ giây phút đó trở đi, tôi đã thề độc rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Dương Thanh không cười nữa, trầm giọng nói. Vương Thành không nói gì, thản nhiên nhìn Dương Thanh. Đối với tôi, gia tộc Vũ Văn chẳng là gì, cho dù tôi muốn san bằng cả gia tộc Vũ Văn thì có gì khó khăn chứ? Nhưng trước khi mất, mẹ tôi đã ép tôi thề rằng sẽ không báo thù gia tộc Vũ Văn, bằng không, anh nghĩ gia tộc Vũ Văn còn tồn tại đến giờ à? Nếu Vũ Văn Bân không liên tục khiêu khích tôi cũng không dùng đến hạ sách này, nói với anh những lời như thế. Thái độ của Dương Thanh rất thành khẩn, trong giọng điệu còn có vẻ không cam lòng. Vương Thành thầm kinh ngạc, bỗng cảm thấy không nhìn thấu Dương Thanh. Hắn ta mở club Vương Thành lâu như thế, tiếp xúc với đủ kiểu người, vẫn có mắt quan sát. Dương Thanh không nói dối, hắn tự tin mình có thể nhìn đúng điểm này. Tuy trông Dương Thanh không giống nói dối, nhưng hắn ta vẫn không thể tin nổi việc một đứa con riêng của gia tộc Vũ Văn lại có năng lực lật đổ cả gia tộc đó. Dương Thanh, tôi cũng rất đồng cảm với những gì mà cậu gặp phải. Nhưng mong cậu hiểu cho, tôi chỉ có một cái mạng, nếu bây giờ tôi tham gia tranh đoạt vị trí người thừa kế gia tộc Vũ Văn, e rằng sẽ chết không kịp ngáp. Hơn nữa đây là ân oán giữa cậu và Vũ Văn Bân, sao lại bắt tôi hứng chịu lửa giận của Vũ Văn Bân thay cậu? Cho dù thế nào, Vũ Văn Bân cũng là người thừa kế đương nhiệm của gia tộc Vũ Văn, quyền cao chức trọng, nếu cậu ta muốn bóp chết tôi thì dễ như trở bàn tay. Thế nên thật xin lỗi, tôi sẽ không đồng ý với cậu. Vương Thành thản nhiên nói. Dương Thanh nhìn chằm chằm vào hắn ta, tôi không hề lợi dụng anh có dã tâm, tôi có năng lực, nên tôi đến tìm anh để hợp tác, giúp anh lật đổ Vũ Văn Bân, cũng xem như anh giúp tôi đối phó với anh ta. Vương Thành vẫn lắc đầu, trầm giọng nói, Dương Thanh, tôi chưa muốn chết. Rốt cuộc phải thế nào thì anh mới đồng ý hợp tác với tôi, Dương Thanh hỏi. Trừ khi cậu chứng minh được cậu có năng lực lật đổ gia tộc Vũ Văn, còn nếu không được, ít nhất cũng phải cho tôi thấy sức mạnh của cậu ở Yến Đô chứ, Vương Thành hỏi. Dương Thanh đã hiểu, nếu không thể hiện sức mạnh của mình, chắc chắn Vương Thành sẽ không đồng ý với anh. Anh không nói gì nữa, lấy điện thoại ra gọi. Một giọng nói già nua nhanh chóng vang lên trong điện thoại, cậu Thanh, đã muộn thế này rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì thế? Dương Thanh nói luôn, ông chủ Hoàng, tôi định tìm người thay thế người thừa kế của gia tộc Vũ Văn, cần ông tạo ra ít phiền phức giúp. Không biết ông chủ Hoàng có đồng ý không? Cậu Thanh nói gì thế? Nếu tôi đã phục tùng cậu, có việc gì thì cậu cứ dặn dò là được, tôi đâu dám chối từ, Hoàng Thiên Hành cười sang sảng. Từ khi Dương Thanh giải quyết Hoàng Trung và Hoàng Thiên Nhai, nhà họ Hoàng hoàn toàn thống nhất, chỉ nghe lệnh anh. Hơn nữa, con lão ta Hoàng Chính đã được Ngải Lâm chữa trị, lão ta đâu dám từ chối yêu cầu của Dương Thanh chứ. Tốt lắm, vậy ông bắt đầu chuẩn bị từ giờ đi, tạo ra một số rắc rối lớn cho người thừa kế của gia tộc Vũ Văn nhé. Dương Thanh lập tức nói. Vâng, cậu Thanh, tôi sẽ đi lo liệu ngay. Hoàng Thiên Hành nói rồi cúp máy. Vương Thành. Bây giờ anh còn muốn từ chối tôi không? Dương Thanh cười híp mắt, hỏi. Vương Thành ở bên kia đã sững sờ, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Như thể lần đầu quen biết Dương Thanh. Đối tượng bị mọi người chỉ trích. Vương Thành chưa kịp đáp lời, Dương Thanh đã gọi thêm một cú điện thoại nữa. Bà Diệp, tôi cần sự hỗ trợ từ nhà họ Diệp, Dương Thanh vào thẳng vấn đề. Đương nhiên bà Diệp chính là Diệp Mạn mẹ ruột của Tần Thanh Tâm. Ban đầu khi ở Giang Hải, Diệp Mạn đã dùng sự thật về việc bố ruột Tần Thanh Tâm bị giết để uy hiếp Dương Thanh, ép Dương Thanh hợp tác với nhà họ Diệp.
Bây giờ Dương Thanh định ra tay với Vũ Văn Bân, đương nhiên anh sẽ không quên người phụ nữ đã từng uy hiếp mình. Cậu muốn tôi làm gì? Diệp Mạn hỏi thẳng. Tạo ra một số rắc rối cho người thừa kế gia tộc Vũ Văn, tôi muốn khiến anh ta cút khỏi gia tộc Vũ Văn, Dương Thanh nói. Được. Diệp Mạn chỉ đáp một chữ rồi cúp máy luôn. Vương Thành, anh cần tôi chứng minh các mối quan hệ của mình nữa không? Dương Thanh cười híp mắt, hỏi Vương Thành. Lúc này Vương Thành mới hoàn hồn, trong mắt lóe lên ánh sáng, hai cú điện thoại vừa rồi đã khiến hắn ta vô cùng khiếp sợ. Nhất là cuộc gọi cho Hoàng Thiên Hành, càng khiến hắn ta kinh hãi. Không ngờ chủ gia tộc họ Hoàng một trong 8 nhà quyền thế ở Yến Đô đã phục tùng Dương Thanh. Đối với Vương Thành, đây đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng nó lại là sự thật. Đã đến nước này rồi mà tôi vẫn không đồng ý thì đúng là không biết điều. Vương Thành lại nở nụ cười bất cần đời. Lúc này, hắn ta chỉ có thể dùng nụ cười để che giấu sự chấn động trong lòng. Dương Thanh cười lớn, lập tức đứng dậy, nếu vậy thì hợp tác vui vẻ. Tôi rất mong đến ngày anh trở thành người thừa kế của gia tộc Vũ Văn đấy. Ha ha, được thôi, cảm ơn lời chúc của cậu, Vương Thành cũng vô cùng vui vẻ. Sau nhiều năm sắp đặt, sự xuất hiện của Dương Thanh đã mang lại hy vọng cho hắn ta. Tuy hắn ta không biết Dương Thanh có cách gì để giúp hắn ta thay thế Vũ Văn Bân, nhưng hắn ta biết, hai cuộc điện thoại mà anh vừa gọi đã đủ để chứng minh anh có năng lực chống lại gia tộc Vũ Văn rồi. Tuy Dương Thanh không nói cho hắn ta biết cần phải làm gì, nhưng đương nhiên hắn ta sẽ không ngồi yên. Thoáng chốc sau, một người đàn ông mặc đồ đi đêm bước vào văn phòng Vương Thành rồi đứng đó như một bóng ma vậy. Trong mắt Vương Thành xuất hiện vẻ tàn nhẫn, chuẩn bị lâu thế rồi, cũng đã đến lúc các anh làm chút gì đó cho tôi. Anh đích thân dẫn người đi giết mấy người đi. Anh muốn giết ai? Người kia hỏi. Liễu Phù Dung và Vũ Văn Tấn. Vương Thành gần như nghiến răng nghiến lợi khi nói ra hai cái tên này. Vâng. Người kia tuân lệnh rời đi. Vương Thành tựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại, hai tay liên tục day huyệt thái dương. Hắn ta bị bệnh đau nửa đầu. Căn bệnh này đã kéo dài suốt 18 năm. Vào năm Dương Thành bị trục xuất khỏi gia tộc, mẹ con hắn ta cũng bị đuổi đi ngay sau đó. 18 năm trước, hắn ta mới 17 tuổi. Đến giờ, hắn ta vẫn nhớ rõ. Sau khi bị đuổi khỏi gia tộc, mẹ con hắn ta đã chuyển đến một khu ổ chuột hoang vu. Đêm hôm ấy, một cao thủ mặc đồ đen xuất hiện. Cao thủ đó định giết hắn ta và mẹ, chính mẹ đã đỡ một nhát dao thay hắn ta, giữ chặt cánh tay của cao thủ áo đen, để hắn ta có cơ hội chạy trốn. Mẹ hắn ta chết, để mình hắn ta lủi thủi trên cõi đời này. Về sau, hắn ta mới biết chuyện người áo đen muốn giết hắn ta là do Liễu Phù Dung cử tới. Liễu Phù Dung là vợ của bố ruột hắn ta. Còn Vũ Văn Tấn là con trai duy nhất của Liễu Phù Dung. Trước đó, Liễu Phù Dung sợ Vương Thành tranh giành quyền lực với Vũ Văn Tấn nên dứt khoát cử người đuổi giết mẹ con hắn ta luôn. May mà sau khi mẹ hắn ta mất, bố hắn ta ra mặt nên mới đè chuyện này xuống được. Người ngoài đều nghĩ bố Vương Thành muốn bù đắp cho mẹ hắn ta nên mới tặng Club Vương Thành cho hắn ta. Chỉ mình Vương Thành biết, bố muốn bù đắp cho hắn ta. Sau khi mẹ mất, ông ta mới tặng hắn ta Club Vương Thành. Những năm qua, hắn ta luôn âm thầm bồi dưỡng cao thủ để chờ đến ngày báo thù rửa hận. Trước kia, hắn ta không dám ra tay vì sợ gia tộc Vũ Văn sẽ tìm ra mình sau khi Liễu Phù Dung và Vũ Văn Tấn chết, nhưng giờ hắn ta không sợ nữa. Chắc chắn hai cuộc điện thoại mà Dương Thanh vừa gọi sẽ mang lại phiền phức rất lớn cho gia tộc Vũ Văn. Nhà họ Diệp và nhà họ Hoàng đồng loạt làm khó gia tộc Vũ Văn. Có lẽ người của gia tộc Vũ Văn sẽ phải sứt đầu mẻ trán, làm gì có thời gian để điều tra chuyện Liễu Phù Dung và Vũ Văn Tấn bị giết chứ. Sau khi rời khỏi Club Vương Thành, Dương Thanh quay về khách sạn như không có chuyện gì. Anh Thanh, Vương Thành sẽ không bán đứng chúng ta chứ? Sau khi về khách sạn, Mã Siêu lo lắng hỏi. Dương Thanh mỉm cười, cho dù anh ta bán đứng chúng ta thì đã sao? Nghe thấy thế, Mã Siêu bỗng sững sờ. Lập tức nhớ đến thân phận và địa vị của Dương Thanh, mới nhận ra câu hỏi của mình ngu ngốc tới mức nào. Đừng nói là 8 nhà quyền thế ở Yến Đô, ngay cả người của hoàng tộc Chiêu Châu cũng có gì đáng sợ với Dương Thanh đâu cơ chứ. Sau khi tắm xong, Dương Thanh gọi video cho Tần Thanh Tâm. Bố! Video vừa kết nối, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng đã xuất hiện trong màn hình. Tiêu Tiêu kích động hô lên. Tiêu Tiêu,
nhớ bố không nào? Trông thấy con gái, Dương Thanh mỉm cười dịu dàng. Lúc này, Tiêu Tiêu đang được Tần Thanh Tâm bế. Tần Thanh Tâm cũng mỉm cười nhìn Dương Thanh. Nhớ, Tiêu Tiêu nhớ bố ạ, giọng nói ngọt ngào của Tiêu Tiêu vang lên. Nhớ bố thế nào? Dương Thanh cười hỏi. Nhớ bố kể chuyện cho Tiêu Tiêu nghe, nhớ bố dẫn Tiêu Tiêu đi sở thú, nhớ bố dẫn Tiêu Tiêu tới khu vui chơi ạ. Tiêu Tiêu vui vẻ nói, còn liên tục hô tay. Dương Thanh lập tức sở khóc sở cười, thì ra con chỉ nhớ bố dẫn con đi chơi thôi à. Tần Thanh Tâm cũng cười, hỏi, bên anh vẫn ổn chứ? Dương Thanh gật đầu, vẫn ổn, gần xong việc rồi, mấy hôm nữa anh sẽ về. Gia đình họ trò chuyện qua video một lúc lâu rồi mới tắt máy. Sáng sớm hôm sau, một tin tức khiến cả Yến Đô khiếp sợ xuất hiện trên trang nhất các tờ báo ở Yến Đô. Nó liên quan tới việc Liễu Phủ Dung và Vũ Văn Tấn bị giết. Khi thấy tin tức được đăng lên, Dương Thanh cũng hơi kinh ngạc. Tuy người khác không biết hai người kia đã chết thế nào nhưng anh thì biết rõ. Anh biết rõ những gì mà Vương Thành đã gặp phải năm đó. Người phụ nữ ác độc Liễu Phủ Dung đã cử người đuổi giết Vương Thành và mẹ hắn ta. Mẹ Vương Thành bị giết khi cứu hắn ta. Bây giờ, sao Vương Thành có thể bỏ qua cơ hội báo thù tốt như thế chứ? Hơn nữa, nếu Vũ Văn Tấn chưa chết, sao hắn ta có thể quay về gia tộc Vũ Văn được? Xem ra anh ta đã ngấp nghé vị trí người thừa kế của gia tộc Vũ Văn từ lâu rồi nhỉ? Dương Thanh mỉm cười. Ngoài hắn ta ra, bố Vương Thành chỉ có một đứa con trai là Vũ Văn Tấn, bây giờ Vũ Văn Tấn và mẹ anh ta đều bị giết, đương nhiên ông ta sẽ đưa đứa con duy nhất của mình là Vương Thành về gia tộc Vũ Văn. Một tin động trời khác cũng nhanh chóng bùng nổ trên Internet. Người thừa kế của gia tộc Vũ Văn ám sát Vũ Văn Tấn để ổn định địa vị của mình. Tin tức này như quả bom hạt nhân, không ngừng lan truyền. Đương nhiên, người khiến nó lan truyền chính là Dương Thanh. Bây giờ nhà họ Hoàng và nhà họ Diệp đồng loạt gây phiền phức cho Vũ Văn Bân, Vũ Văn Bân vốn đã cuống hết cả lên rồi. Lại thêm tội ám sát Vũ Văn Tấn nữa, có lẽ gia tộc Vũ Văn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Vũ Văn Bân. Bây giờ Vũ Văn Bân đã trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích. Giáng chức cậu ta, tại gia tộc Vũ Văn, trong phòng họp cỡ lớn, lúc này, dòng chính của gia tộc Vũ Văn đã ngồi kín xung quanh bàn họp hình tròn. Người ngồi ở ghế giữa chính là chủ gia tộc Vũ Văn, Vũ Văn Cao Dương. Bên trái ông ta là một người trung niên cũng tầm tuổi ông ta. Còn bên phải Vũ Văn Cao Dương là một thanh niên khoảng 30 tuổi, có vẻ u sầu, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Bầu không khí trong phòng họp vô cùng ngột ngạt. Hôm nay mời mọi người tới đây vì muốn bàn bạc với mọi người chuyện quan trọng này. Lúc này, Vũ Văn Cao Dương chợt nói. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía ông ta. Nhà họ Hoàng và nhà họ Diệp bỗng bắt tay nhau để gây áp lực cho gia tộc Vũ Văn. Rất nhiều sản nghiệp dưới trướng chúng ta đang chịu ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa ảnh hưởng này vẫn đang mở rộng, ước tính đại khái, lần này tổn thất của gia tộc đã vượt quá 5%. Tôi mời mọi người đến để bàn xem rốt cuộc nên đối phó thế nào, nếu cứ để mặc nhà họ Hoàng và nhà họ Diệp chèn ép sản nghiệp dưới trướng chúng ta, tổn thất của chúng ta sẽ còn lớn hơn nữa. Vũ Văn Cao Dương nhìn đám người, trầm giọng nói. Chủ gia tộc, hình như chú vẫn giấu một số việc nhỉ. Đúng lúc này, người đàn ông bên trái Vũ Văn Cao Dương bỗng nói bằng giọng mỉa mai. Vũ Văn Cao Dương nhíu mày, nói với vẻ không vui, anh có ý gì? Người trung niên nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Bân đang ngồi đối diện mình bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi, những sản nghiệp mà nhà họ Hoàng và nhà họ Diệp chèn ép đều do cậu phụ trách đúng không? Những người khác đều có vẻ kinh ngạc, tuy họ đã nhận được tin tức, cũng biết sản nghiệp bị chèn ép đều do Vũ Văn Bân phụ trách từ lâu. Nhưng Vũ Văn Bân là con trai Vũ Văn Cao Dương, còn là người thừa kế gia tộc Vũ Văn, chủ gia tộc tương lai. Ai dám nói thẳng trước mặt mọi người rằng tổn thất của gia tộc có liên quan tới Vũ Văn Bân chứ? Chỉ mình người trung niên này dám làm thế, rõ ràng ông ta nhắm vào Vũ Văn Bân. Nhưng nghĩ đến một tin đồn khác có liên quan tới gia tộc Vũ Văn hôm nay, họ cũng có thể hiểu được. Người trung niên này không phải ai khác. Chính là Vũ Văn Cao Trấn có vợ và đứa con trai duy nhất bị ám sát tối qua, anh họ Vũ Văn Cao Dương. Bây giờ trong gia tộc Vũ Văn chỉ có hai phe phái này, nhưng suốt bao năm qua, Vũ Văn Cao Trấn chưa bao giờ có ý định tranh giành quyền lực, cũng rất khiêm nhường. Thế nên Vũ Văn Cao Dương mới có thể nắm quyền ở gia tộc Vũ Văn suốt.
Chỉ trong một đêm, vợ con Vũ Văn Cao Trấn đều bị ám sát, hơn nữa lại có tin đồn là do Vũ Văn Bân làm. Ông ta đã bị cơn giận làm mất lý trí. Bác nói thế hơi quá đáng nhỉ. Đúng là sản nghiệp bị chèn ép đều do tôi phụ trách, nhưng rõ ràng đó là âm mưu nhắm vào tôi, sao bác lại không biết được. Giờ không phải lúc chúng ta đấu đá nội bộ, mà nên nghĩ cách giúp gia tộc Vũ Văn thoát khỏi nguy cơ. Đến khi nguy cơ của gia tộc được giải quyết, nếu bác muốn truy cứu trách nhiệm của tôi cũng không trốn tránh làm gì. Vũ Văn Bân đứng lên, nén giận, nói. Anh ta là người thừa kế gia tộc Vũ Văn nhưng lại bị Vũ Văn Cao Trấn chỉ trích trước mặt mọi người, nếu vẫn không đứng ra, uy danh của anh ta trong gia tộc sẽ bị ảnh hưởng nặng nề mất. Vũ Văn Bân nói đúng, rõ ràng đây là âm mưu nhắm vào nó, giờ việc chúng ta cần làm là chung sức đối phó kẻ địch, còn nếu đấu đá nội bộ thì chỉ khiến sức mạnh của gia tộc suy yếu, cho kẻ địch cơ hội lợi dụng mà thôi. Vũ Văn Cao Dương cũng lên tiếng rồi nói luôn, tiếp theo tôi sẽ giao nhiệm vụ, mọi người. Dầm. Vũ Văn Cao Dương chưa dứt lời, Vũ Văn Cao Trấn bỗng vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói, có những việc có thể dễ dàng tha thứ, nhưng có những việc tôi không nhịn được. Chuyện Vũ Văn Bân ám sát vợ con tôi nên giải thích thế nào đây? Nếu cậu không giải thích được, cho dù hôm nay gia tộc Vũ Văn bị tiêu diệt thì tôi cũng không để yên đâu. Mắt Vũ Văn Cao Trấn đỏ ngầu, tức giận quát. Tất cả mọi người đều sững sờ, lần đầu tiên họ thấy Vũ Văn Cao Trấn như thế. Vũ Văn Cao Trấn. Vũ Văn Cao Dương quát khẽ, tôi nói rồi, phải giải quyết kẻ địch bên ngoài trước đã rồi tính sau. Bao năm qua, tôi chưa từng tranh giành với chú, chắc chú tưởng tôi dễ bắt nạt à. Ngay tối qua thôi, vợ con tôi đã bị giết hết. Mọi bằng chứng đều chỉ về phía con trai chú, nhưng chủ gia tộc như chú lại không quan tâm, chẳng lẽ cái chết của vợ con tôi không bằng tổn thất lợi ích của gia tộc à. Vũ Văn Cao Trấn giận dữ quát. Trong đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự hung tợn. Vũ Văn Cao Dương hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận, trầm giọng nói, không phải chuyện vợ con anh chết không quan trọng, mà bây giờ gia tộc đang bị tấn công về mọi mặt, đang trong tình thế nguy cấp. Nhà họ Hoàng và nhà họ Diệp đã để mắt đến gia tộc Vũ Văn từ lâu, nếu không nhanh chóng giải quyết nguy cơ, có lẽ cả gia tộc Vũ Văn sẽ sụp đổ. Người chết đã chết rồi, chúng ta chỉ có thể điều tra rõ sự thật. Tìm ra hung thủ để báo thù rửa hận cho họ thôi. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải vượt qua nguy cơ của gia tộc lần này trước đã, bằng không mọi thứ chỉ là nói mồm. Anh cứ bình tĩnh lại, sau khi giải quyết nguy cơ xong, tôi nhất định sẽ cho anh câu trả lời hợp lý. Vũ Văn Cao Dương nghiêm túc nói. Bây giờ sản nghiệp của gia tộc đã bị ảnh hưởng, nếu không kịp thời ngăn chặn tổn thất, chắc chắn các thành viên trong gia tộc sẽ hoang mang, thậm chí nhân viên ở các sản nghiệp cũng sẽ rời đi nốt. Khi đó, gia tộc Vũ Văn sẽ chỉ còn lại cái vỏ mà thôi. Không được. Vũ Văn Cao Trấn kiên định lắc đầu, bây giờ chú phải cho tôi câu trả lời luôn, bằng không đừng ai mong được yên lành. Anh! Vũ Văn Cao Dương giận dữ chỉ vào Vũ Văn Cao Trấn, không nói nên lời. Một lúc lâu sau, ông ta mới cắn răng, rốt cuộc anh muốn thế nào? Giáng chức Vũ Văn Bân, lập người thừa kế mới. Vũ Văn Cao Trấn lạnh lùng nói. Mọi người đều kinh hãi, không ngờ Vũ Văn Cao Trấn lại ép Vũ Văn Cao Dương lập người thừa kế mới vào lúc này. Vũ Văn Bân cũng sững sờ rồi nhanh chóng hoàn hồn, tức giận nói, bác định cứ thế thu hồi chức vị người thừa kế của tôi à? Chưa bàn tới chuyện cậu có giết vợ con tôi thật không, chỉ bằng phiền phức mà cậu mang lại cho gia tộc bây giờ, chẳng lẽ thu hồi chức vị người thừa kế của cậu có vấn đề gì chắc? Vũ Văn Cao Trấn chất vấn. Tôi không giết người. Vũ Văn Bân giận dữ nói, về việc sản nghiệp gia tộc bị chèn ép, rõ ràng đó là âm mưu nhắm vào tôi, ngay cả kẻ ngu cũng hiểu, chẳng lẽ bác không hiểu à? Câu nói này đúng là không hề khách khí. Vũ Văn Cao Trấn cũng không thèm để tâm, lạnh lùng nói, cậu đã nói đó là âm mưu nhắm vào cậu, vậy càng chắc chắn rằng nguy cơ mà gia tộc đang gặp phải đều bắt nguồn từ cậu. Nếu đã vậy, cậu có tư cách gì để đảm nhiệm vị trí người thừa kế chứ? Vũ Văn Bân đang định lên tiếng, Vũ Văn Cao Dương đã nói, được, tôi đồng ý với anh rằng sẽ thu hồi chức vị người thừa kế của nó. Câu nói này của ông ta khiến mọi người sững sờ. Trong hôm nay, ngay cả Vũ Văn Cao Trấn cũng ngơ ngác, ông ta ép Vũ Văn Cao Dương hủy bỏ tư cách người thừa kế của Vũ Văn Bân trước mặt mọi người nhưng cũng không hy vọng gì nhiều. Nào ngờ Vũ Văn Cao Dương lại thật sự đồng ý, Vũ Văn Bân kinh ngạc tột độ.
sững sờ vài giây rồi giận dữ nói, tại sao muốn hủy bỏ tư cách người thừa kế của tôi? Rõ ràng phiền phức của gia tộc Vũ Văn là âm mưu hãm hại tôi. Chẳng lẽ người bị hại như tôi phải gánh chịu tất cả sao? Nếu vậy chẳng lẽ một người bị hãm hại nên mới gây ra tổn thất cho gia tộc lại bị trừng phạt sao? Có ai dám cam đoan từ nay về sau sẽ không bao giờ gây tổn thất cho gia tộc không? Vũ Văn bần giận dữ hét lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn khắp phòng. Vũ Văn Cao Dương cả giận quát, con câm miệng cho bố. Vũ Văn Bân rất oan ức cũng rất tức giận nhưng bố anh ta đã lên tiếng, nếu còn làm quá lên trước mặt mọi người nữa thì sau này sẽ rất khó sống ở gia tộc Vũ Văn. Bây giờ chúng ta có thể bàn bạc cách giải quyết những rắc rối mà gia tộc Vũ Văn đang gặp phải rồi chứ. Vũ Văn Cao Dương bình tĩnh hỏi Vũ Văn Cao Trấn. Vũ Văn Bân bị hủy tư cách nhưng chúng ta vẫn chưa lập người thừa kế mới. Vũ Văn Cao Trấn nói. Vũ Văn Cao Dương hơi nheo mắt, anh cho rằng ai có tư cách trở thành người thừa kế mới? Vương Thành. Vũ Văn Cao Trấn bỗng thốt lên. Ông ta vừa nói xong, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đi giày da liền xuất hiện ở cửa phòng họp. Mọi người đồng loạt nhìn sang. Hôm nay Vương Thành đã giảm bớt khí thế của dân anh chị trên người. Hắn ta mặc vest đen, thắt cà vạt, dáng vẻ rất nghiêm túc. Nếu Dương Thanh có mặt ở đây chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên với cách ăn mặc của Vương Thành. Bởi vì hắn ta của hiện giờ khác một trời một vực với ngày hôm qua. Xin chào các bác, các chú. Vương Thành gật đầu chào hỏi với các bậc cha chú đang ngồi trong phòng. Phần lớn người trong gia tộc đều biết Vũ Văn Cao Trấn có một đứa con riêng, dù đã gặp mặt nhưng cũng là chuyện rất lâu về trước. Bây giờ Vương Thành đã khác trước rất nhiều, không một ai nhận ra hắn ta. Nhưng nghe Vương Thành chào hỏi, mọi người liền biết hắn ta là ai. Nó là Vương Thành, con trai của tôi, hiện đang là chủ tịch club Vương Thành. Tôi thấy nó đủ năng lực làm người thừa kế tiếp theo. Vũ Văn Cao Trấn nhìn Vũ Văn Cao Dương nói. Ở gia tộc Vũ Văn chỉ có Vũ Văn Cao Dương mới có tư cách xác lập người thừa kế. Vũ Văn Cao Dương nhìn Vương Thành một hồi, sau đó mỉa mai nhìn Vũ Văn Cao Trấn, xem ra anh đã chuẩn bị từ trước. Vũ Văn Cao Trấn cũng lười giải thích, hờ hững nói, từ trước tới nay gia tộc Vũ Văn đều trọng dụng người tài, người thừa kế cũng vậy. Vương Thành con trai tôi rất xuất sắc, đủ tư cách làm người thừa kế. Ha ha, để một người không phải họ Vũ Văn làm người thừa kế gia tộc Vũ Văn. Bác đúng là biết nói đùa. Vũ Văn Bân cười châm chọc. Vương Thành là con trai tôi, bây giờ trở về gia tộc Vũ Văn thì đương nhiên tôi sẽ đổi họ cho nó. Vũ Văn Cao Trấn đã chuẩn bị từ trước, từ hôm nay trở đi, con tên là Vũ Văn Thành. Vương Thành hơi nhíu mày tỏ vẻ không vui nhưng hắn ta cũng biết muốn trở thành người thừa kế gia tộc Vũ Văn thì phải thỏa hiệp. Được. Vương Thành bình tĩnh nói. Bây giờ, các người còn muốn nói gì nữa không? Vũ Văn Cao Trấn thờ ơ hỏi. Hiện giờ gia tộc Vũ Văn chỉ có dòng dõi của ông ta và Vũ Văn Cao Dương mới có thể tranh giành vị trí người thừa kế. Vũ Văn Cao Dương có hai đứa con trai, một đứa bị đuổi ra khỏi gia tộc từ 18 năm trước, đứa còn lại chính là Vũ Văn Bân. Vũ Văn Cao Trấn cũng có hai người con trai, một là Vũ Văn Tấn đã bị ám sát, người còn lại chính là Vương Thành. Hiện giờ trong số bốn người có thể tranh quyền thừa kế, một người đã bị giết, một người bị hủy bỏ tư cách người thừa kế, một người khác vẫn chưa xuất hiện. Chỉ có Vương Thành mới là người thích hợp nhất. Buồn cười. Vũ Văn Bân cười lạnh nói, một đứa con rơi bị vứt bỏ mười mấy năm bỗng xuất hiện còn muốn trở thành người thừa kế. Anh ta có tư cách đó sao? Anh ta đã từng đóng góp gì cho gia tộc Vũ Văn chưa? Nếu anh ta trở thành người thừa kế, Vũ Văn Bân tôi là người đầu tiên phản đối. Vũ Văn Bân cười lạnh liên tục. Ý cậu là, chỉ cần tôi đóng góp cho gia tộc thì mọi người sẽ không phản đối tôi trở thành người thừa kế nữa đúng không? Vương Thành bỗng cười híp mắt nhìn Vũ Văn Bân. Trong mắt tràn đầy khiêu khích. Vũ Văn Bân cau mày, anh đừng tưởng làm đại chút chuyện là đã đóng góp lớn cho gia tộc Vũ Văn. Nếu tôi có thể giải quyết được mối họa lần này của gia tộc Vũ Văn thì có được xem là đóng góp lớn không? Vương Thành cười hỏi. Vũ Văn Bân phì cười nói, không phải anh định nói anh có cách giải quyết mối họa lần này đấy chứ? Bản thân cậu bất tài mới gây ra họa lớn cho gia tộc, sao cậu dám cho rằng người khác không có cách giải quyết? Vương Thành phản bác. Những người xung quanh đều sửng sốt, đây là cuộc chiến giữa những đối thủ cạnh tranh quyền thừa kế của gia tộc sao? Vũ Văn Bân không lên tiếng, chỉ híp mắt nhìn chằm chằm Vương Thành, lát sau mới nói,
nếu anh giải quyết được tai họa lần này, tôi không ngại thừa nhận anh làm người thừa kế. Ha ha! Vương Thành chỉ cười hờ hững, sau đó ngang ngược nói, cậu là cái thá gì? Cậu tán thành thì có tác dụng gì? Nụ cười trên mặt Vũ Văn Bân cứng ngắc, cơn giận xông thẳng lên đỉnh đầu. Thằng danh, mày ngang ngược lắm. Một thằng xuất thân rác rưởi cũng muốn đấu với tao à? Mày đấu nổi tao không? Vũ Văn Bân không thèm che giấu sự khinh bỉ đối với Vương Thành, lạnh lùng nói. Nhưng Vương Thành không hề sợ hãi, ngược lại còn khiêu khích, mày thích thì tao chiều. Vậy cứ chờ xem, Vũ Văn Bân cười nói. Tất cả im miệng cho tôi. Rốt cuộc Vũ Văn Cao Dương nhìn không nổi quát ầm lên, phòng họp lập tức trở nên yên lặng. Ông ta lạnh lùng nhìn Vũ Văn Cao Trấn nói, con trai anh kiêu ngạo quá nhỉ. Một thằng nhóc phát mũi chưa sạch đối phó với sự chèn ép của hai nhà họ Hoàng, Diệp kiểu gì. Sắc mặt Vũ Văn Cao Trấn hơi khó coi. Ông ta cũng cảm thấy Vương Thành quá tự mãn, chẳng khác gì tự đào hố chôn mình. Trong khi Vũ Văn Cao Trấn còn đang vắt óc suy nghĩ trả lời Vũ Văn Cao Dương, Vương Thành bỗng lên tiếng, gia tộc Vũ Văn đúng là khiến người khác thất vọng. Chuyện các người không giải quyết được, tại sao lại cho rằng tôi cũng không làm được? Trong hôm nay nếu tôi không giải quyết được rắc rối của gia tộc, tôi sẽ rời khỏi đây, đời này sẽ không bao giờ bước chân vào Yến Đô nữa. Vương Thành quả quyết nói. Vương Thành, con điên rồi à, Vũ Văn Cao Trấn lập tức gầm lên. Được, cứ quyết định như vậy đi. Nếu hôm nay cậu không thể giải quyết được rắc rối của gia tộc thì phải rời khỏi Yến Đô mãi mãi. Cùng lúc đó, Vũ Văn Cao Dương cũng cao giọng quát. Ông ta thấy Vương Thành chỉ là một đứa trẻ ngu dốt chưa biết mùi đời, hoàn toàn không biết lần này gia tộc Vũ Văn gặp phải phiền phức lớn cỡ nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.